Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 116. Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, các yêu vương đều hô to, cần tuân mệnh lệnh của chủ nhân, bọn ta bằng lòng san bằng nơi không hợp khuôn phép vì chủ nhân. Bây giờ yêu tụ tập ở sân sau của yêu y quán đều là đại yêu cấp tôn vương, đã có hơn 40 yêu vương lần lượt bị thu phục, đây chỉ là số lượng đại tiểu yêu vương thần phục sau khi khiêu chiến. Nếu cộng thêm núi Khổng Tước và tộc chuột ngũ hành, thì tất cả đại tiểu yêu vương cấp tôn vương từng uống nước sinh mệnh phải hơn trăm. Không tính những đại yêu gần gũi như tử hoàng và chuột vương, tổng cộng có 105 đại yêu cấp tôn vương. Tất cả đều là đại yêu từng uống nước sinh mệnh. Ngoài ra còn có 20, 30 đại tiểu yêu vương chưa uống nước sinh mệnh sau khi khiêu chiến thần phục. Trong kế hoạch ban đầu của Dương Bách Xuyên là phải thu phục 1/3 số lượng 108 tiểu yêu vương và 72 đại yêu vương dãy núi Vạn Yêu, nhưng bây giờ đã vượt qua rồi. Mục tiêu hoàn thành gần một nửa. Bây giờ trong 108 tiểu yêu vương và 72 đại yêu vương vẫn còn lại 6 thành chưa thần phục và thu phục. Có điều nếu cộng thêm chuột vương, thì Dương Bách Xuyên đã không còn sợ hãi. Huống hồ còn có thế lực núi Khổng Tước. Cho nên nếu kết hợp lại, bây giờ về cơ bản Dương Bách Xuyên đã nắm giữ gần nửa thế lực dãy núi Vạn Yêu. Tiếp theo chỉ cần đi thu phục lần lượt là được, người thuận theo thì phát đạt, kẻ chống lại thì phải chết. Có lẽ bây giờ Dương Mỗ tụ tập yêu chúng lại với nhau, số lượng không tính là nhiều, nhưng vì sự tồn tại của nước sinh mệnh, nên chắc chắn chất lượng sẽ là đệ nhất dãy núi Vạn Yêu. Hơn nữa vì nguyên nhân này, hắn đã trở thành thế lực lớn nhất dãy núi Vạn Yêu rồi. Còn thế lực khác tất nhiên không bền chắc như thép. Nhìn 50, 60 đại tiểu yêu trong sân, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng kích động, tính thời gian tiến vào dãy núi Vạn Yêu mở yêu y quán ở thành Vạn Yêu, trước sau cũng đã được khoảng 5, 6 năm. Thời gian 5, 6 năm đối với tu sĩ chỉ là trong nháy mắt, có thể tụ tập được nhiều yêu chúng như vậy trong thời gian 5, 6 năm cũng khiến hắn có cảm giác thành tựu. Lúc ban đầu, mục tiêu đặt ra ở trong lòng đã bước ra bước đầu tiên. Hôm nay chỉ là một cuộc họp nhỏ, yêu chúng của tộc chuột ngũ hành và núi Khổng Tước vẫn chưa đến, nếu không cả sân đều không có chỗ chen. Đương nhiên, chuột vương và Khổng Tước vương vẫn có mặt. Sau khi chúng yêu đồng thanh hô lên, có một yêu vương bước ra nói, chủ nhân, thuộc hạ có một câu không biết nên nói hay không. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn, chính là Linh Miêu Vương lần đầu tiên hắn khiêu chiến. Ban đầu, Linh Miêu Vương và Hắc Ô Yêu Vương là thua Dương Bách Xuyên nên thần phục, cũng là nhóm yêu vương đầu tiên uống nước sinh mệnh. Vì là nhóm tiểu yêu vương đầu tiên thu phục, nên Linh Miêu Vương và Hắc Ô Yêu Vương được coi như yêu quái có địa vị chỉ xếp sau Hùng Bất Nhị và Xuyên Sơn Giáp trong số yêu vương. Bây giờ Linh Miêu Vương cũng đã là tu vi tôn vương trung kỳ. Hắc Ô Nha trầm lắng, Linh Miêu Vương lại là kiểu ý nghĩ sinh động, thời gian ở yêu y quán dài. Cũng đã biết chuyện Dương Bách Xuyên là nhân tộc. Linh Miêu Vương từng đặc biệt nghe ngóng và nghiên cứu về nhân tộc, để lăn lộn bên cạnh chủ nhân Dương Bách Xuyên này tốt hơn. Linh Miêu Vương đã tổng kết ra một bộ bí pháp làm sao lấy lòng nhân tộc, hoặc nói là nịnh bợ. Qua lời của Thanh Ngưu và Đá Đả Tiên, Linh Miêu Vương biết được chủ nhân Dương Bách Xuyên này mưu đồ to lớn, tràn đầy dã tâm, muốn cả dãy núi Vạn Yêu. Hôm nay, sau khi Dương Bách Xuyên nói muốn thu phục thế lực yêu vương của cả dãy núi Vạn Yêu, theo nghiên cứu của Linh Miêu Vương về tính cách nhân tộc, Linh Miêu Vương biết cơ hội nịnh bợ của mình đến rồi, sao hắn ta có thể bỏ qua? Có gì cứ việc nói, bổn chủ nhân nói rồi, bắt đầu từ ngày mai phải thu phục tất cả thế lực lớn nhỏ của dãy núi Vạn Yêu, nếu như mọi người có cách hay gì, hoặc có thể khuyên hàng không cần đến chiến tranh vậy là tốt nhất. Chỉ cần là người hiến kế đều sẽ được thưởng đan dược. Dương Bách Xuyên cười nhìn Linh Miêu Vương, sau đó lại nhìn xung quanh. Con người của Linh Miêu Vương đảo quanh, cúi đầu cười, sau đó tiến lên một bước, vẻ mặt nghiêm túc ôm quyền nói, chủ nhân, thuộc hạ cảm thấy, nếu chủ nhân có lòng thống nhất dãy núi Vạn Yêu hỗn loạn vô số năm, vậy đây là tin mừng của các yêu tộc dãy núi Vạn Yêu. Chủ nhân là kỳ tài ngút trời, văn thành võ đức, từ sau khi đến thành Vạn Yêu mở y quán chữa bệnh cứu yêu vô số, còn giúp bọn ta thăng cấp huyết mạch. Quả thật có thể gọi là thánh giả yêu tộc. Cho nên thuộc hạ cảm thấy chủ nhân vốn nên tạo ra một danh hiệu, cũng tiện để có lý do chính đáng để tiến hành thảo phạt. Đến lúc đó, cờ hiệu của chủ nhân dựng lên,
những đại tiểu yêu vương kia còn không nhao nhao thần phục ư? Thuộc hạ đề nghị chủ nhân là thánh chủ yêu tộc, thánh chủ xuất thế giải cứu những yêu chúng vô tri kia đi về phía quang minh vô tận, đây chính là ý trời, chủ nhân là thánh của yêu tộc, ngự trị vạn yêu, là đại thánh chủ yêu tộc. Ban đầu Dương Mỗ không để ý lời Linh Miêu Vương nói lắm, nghe lời nịnh bợ dở dở ương ương này, còn có lý do chính đáng tiến hành thảo phạt gì đó hắn đã thấy hơi buồn cười, nghĩ thôi cũng biết Linh Miêu Vương từng tốn công sức đối với nhân tộc, cũng không cho là đúng. Nhưng nghe Linh Miêu Vương lại đặt danh hiệu thánh chủ yêu tộc cho hắn, Dương Mỗ bỗng chốc mở cờ trong bụng, cười ha ha nói, Linh Miêu Vương, người rất có tiền đồ. Lúc này, yêu chúng khác có mặt ở đây mới phản ứng lại, vậy mà bị tên Linh Miêu Vương này cướp công lao dựa vào cơ hội nịnh bợ tốt, điều này khiến trong lòng một số đại yêu vương tức giận bất bình. Nhưng bọn họ đều phản ứng chậm, công đầu đã bị Linh Miêu Vương tranh trước, nghe chủ nhân Dương Bách Xuyên nói Linh Miêu Vương có tiền đồ. Yêu chúng khác cũng lần lượt tỉnh ngộ, lúc vừa định tỏ thái độ, trong sân lại vang lên một tiếng nói. Thánh chủ yêu tộc không tốt, không tốt, chủ nhân vốn chính là chủ của chúng ta, nói vậy không đủ vang, bổn vương thấy hay là làm đại thánh vân môn tốt hơn. Nghe vậy, một số đại yêu vương trong sân trở nên tức giận, vừa nãy xuất hiện một tên cướp công lao, bây giờ lại có một tên nữa, vậy những đại yêu vương như bọn họ còn lăn lộn thế nào? Nháy mắt đại yêu vương trong sân nhìn về phía sau, lại thấy cánh cửa của một phòng bên ở sân sau mở ra, một yêu thú tôn vương trung kỳ lấp lóe ánh sáng ngũ sắc từ đầu tới chân, đầu mọc sừng rồng vô cùng tuấn tú bước ra, hắn ta chưa hóa hình, là trạng thái bản thể. Lúc này, một giọng nói kích động vang lên, lão ngũ, người xuất quan rồi. Tiếng nói này là Thanh Ngưu bên cạnh Dương Bách Xuyên kêu lên. Chít chít. Chồn nhỏ đại nhân ở trong lòng chủ nhân Dương Bách Xuyên trực tiếp nhảy bật lên, rơi trên đầu tên này. Tiểu ngũ không tệ nha, bế quan 3 năm mà đã đột phá đến tôn vương trung kỳ, được lắm được lắm. Ngay sau đó lại là chủ nhân Dương Bách Xuyên lên tiếng. Chúc mừng thú ngũ hành đại nhân xuất quan, thú ngũ hành đại nhân nói rất đúng, chủ nhân xưng đại thánh vân môn là thích hợp nhất, thuộc hạ vô cùng tán thành. Linh Miêu Vương chuyên nịnh bợ lại cướp trước một bước. Lúc này chúng yêu trong sân đều đã phản ứng lại, yêu thú vừa đề nghị chủ nhân lấy danh hiệu đại thánh vân môn này chính là tòa kỵ thú ngũ hành của chủ nhân. Địa vị nói ra chỉ xếp sau chồn nhỏ đại nhân. Rất nhiều yêu vương chưa từng gặp thú ngũ hành, bởi vì lúc trước sau khi Dương Bách Xuyên kết thúc khiêu chiến, thú ngũ hành nhìn nhóm Thanh Ngưu đều đến núi chiến cổ khiêu chiến các yêu vương, còn tu vi của hắn ta quá thấp, không có thực lực tham gia khiêu chiến, nên hắn ta vô cùng mất mát. Hạ quyết tâm phải bế quan tu luyện. Sau đó, Dương Bách Xuyên đặc biệt luyện chế đan dược cho thú ngũ hành để hắn ta đi bế quan. Dương Bách Xuyên ra ngoài 3 năm trở về, thú ngũ hành cũng chưa xuất quan. Không ngờ hôm nay đúng lúc Dương Bách Xuyên chuẩn bị phát động chiến tranh, thú ngũ hành đã xuất quan rồi. Hơn nữa, thú ngũ hành bế quan hơn 3 năm đã đột phá đến tôn vương trung kỳ. Điều này nằm ngoài tưởng tượng của Dương Bách Xuyên. Chúng yêu vương chưa từng gặp thú ngũ hành, nhưng lại từng nghe nói, hôm nay coi như được gặp rồi. Thú ngũ hành đề nghị Dương Bách Xuyên lấy danh hiệu Đại Thánh Vân Môn, cũng là thể hiện rõ địa vị bên cạnh chủ nhân, bởi vì hôm nay có mấy chục đại tiểu yêu đều có mặt, vừa hay là cơ hội tốt. Hơn nữa hắn ta biết chủ nhân có thế lực Vân Môn, là một tay xây dựng ở tiểu thế giới, người thân bạn bè của chủ nhân và đa số chủ mẫu đều ở trong Vân Môn. Cho nên thú ngũ hành cảm thấy danh hiệu Đại Thánh Vân Môn này hợp với chủ nhân nhất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau một hồi làm quen lẫn nhau, dưới đề nghị của thú ngũ hành, chúng yêu đều hô hào, Đại Thánh chủ Vân Môn. Dương Mỗ vui vẻ cười ha ha, thản nhiên tiếp nhận danh hiệu này. Sau một hồi đề nghị, Dương Bách Xuyên bắt đầu điểm tướng nói, chuột vương đâu? Chuột vương khom người bước ra, có thuộc hạ. Gửi thiệp cho ba đại yêu độc nhãn giao long, huyết sư vương, rắn hai đầu và tất cả đại tiểu yêu vương, nói với bọn họ, ngày mai bổn thánh chủ muốn triệu kiến các thế lực của dãy núi vạn yêu ở núi chiến cổ, người đến phát đạt, kẻ không đến chết. Lúc này Dương Mỗ vô cùng khí phách. Cần tuân mệnh lệnh của thánh chủ, chuột vương khom người. Sau đó Dương Mỗ vung tay nói, tất cả các ngươi lui xuống chuẩn bị, ngày mai đến núi chiến cổ. Thống nhất dãy núi vạn yêu, bổn thánh chủ định càn khôn. Ngày hôm sau, một lá cờ màu vàng ánh tím bay phất phơ trên núi chiến cổ,
trên đó có bốn chữ thép vàng to, Vân Môn Đại Thánh. Ngày này, 105 đại yêu cấp bậc tôn vương dưới trướng tên họ Dương nào đó tề tựu, tộc chuột ngũ hành và núi Khổng Tước chính thức tuyên bố dãy núi Vạn Yêu thần phục Vân Môn Đại Thánh. Nhận quán chủ của yêu y quán Dương Bách Xuyên làm thánh chủ. Các thế lực yêu vương khác bị thu phục cũng lần lượt tuyên bố tôn Vân Môn Đại Thánh làm chủ, tuyên bố thần phục Vân Môn Đại Thánh. Tin tức này vừa lan truyền đã gây ra phản ứng hóa học mạnh. Các thế lực tiểu yêu vương và đại yêu vương còn lại đều trợn tròn mắt kinh ngạc, cả dãy núi Vạn Yêu chấn động. Các yêu vương cực sốc. Ban đầu, các thế lực còn không biết Vân Môn Đại Thánh gì đó, đến khi tin tức lan truyền mới biết thì ra Vân Môn Đại Thánh chủ chính là quán chủ yêu y quán Dương Bách Xuyên. Trong số 108 tiểu yêu vương và 72 đại yêu vương thật ra vẫn còn 60% thế lực chưa bị Diệp Phàm thu phục. 60% thế lực này có tư tưởng thâm căn cố đế, thật ra trong lòng chỉ thừa nhận 4 đại yêu tôn đứng đầu dãy núi Vạn Yêu, tức là Độc Nhãn Giao Long, Khổng Tước Vương, Song Đầu Xà và Huyết Sư Vương. Tuy nhiên, sau khi Khổng Tước Vương tuyên bố thần phục Dương Bách Xuyên, rốt cuộc 60% thế lực yêu vương này cũng dao động. 108 tiểu yêu vương và 72 đại yêu vương ở dãy núi Vạn Yêu trông có vẻ như mạnh ai nấy làm, nhưng thật ra ngàn vạn năm qua vẫn luôn làm việc dưới trướng 4 đại yêu tôn, hình thành cục diện thống trị ở dãy núi Vạn Yêu. Mà nay Dương Bách Xuyên đột nhiên xuất hiện, Tước Vương tuyên bố thần phục, tộc chuột yêu ngũ hành thần bí dưới lòng đất này đã nổi lên mặt đất, tu vi của chuột vương không thua kém 4 đại yêu tôn đứng đầu. Đối với chúng yêu tộc dãy núi Vạn Yêu mà nói, những tin tức này thật sự chấn động. Bởi vì Khổng Tước Vương và chuột yêu ngũ hành nên trong số 60% yêu vương có 20% chủ động thần phục phe Dương Bách Xuyên. Trong 40% còn lại, 30% Dương Cờ tuyên bố đi theo 3 đại yêu tôn đứng đầu là Nhãn Giao Long, Huyết Sư Vương, Song Đầu Xà. 10% cuối cùng là Cỏ Đầu Tường, giữ thái độ quan sát. Chuyện đã đến nước này, thật ra thế cục đã rõ ràng, về cơ bản là chúng yêu do tên họ Dương nào đó lãnh đạo chiếm một nửa. Ba người Độc Nhãn Giao Long, Huyết Sư Vương, Song Đầu Xà chiếm nửa còn lại. Dương Bách Xuyên ra lệnh gửi thiệp mời cho 3 đại yêu tôn và các yêu vương thật ra là lệnh thần phục, kêu gọi bọn họ thần phục, nếu không phục thì đánh. Địa điểm đặt ở núi Chiến Cổ là để không cho bọn họ từ chối. Bản thân núi Chiến Cổ đã là một nơi khiêu chiến, yêu chúng trong dãy núi Vạn Yêu đều coi núi Chiến Cổ là ngọn núi thần thánh. Chuyện liên quan đến tôn nghiêm. Nếu không đến thì sẽ bị yêu chúng khắp dãy núi Vạn Yêu cười nhạo. Nơi này tượng trưng cho quyền uy. Đã gửi thiệp mời thì nhất định phải tới. Lúc này 3 đại yêu tôn cũng đã hiểu mưu đồ của tên tiểu yêu họ Dương. 3 đại yêu tôn hợp tác với nhau, kêu gọi các yêu vương quy phục bọn họ, hiên ngang đánh tới núi Chiến Cổ. Dương Bách Xuyên mặc chiến bào, đứng trên trống trận, bên dưới là các yêu vương đã thần phục hắn. Cả yêu vương bị thu phục bằng nước sinh mệnh lẫn yêu vương lựa chọn thần phục sau khi tin tức lan truyền, có tổng cộng 160 đại yêu cấp bậc tôn vương. Cấp bậc tôn vương tương đương tu vi đại thừa kỳ của nhân tộc. Hiện tại, ở tu chân giới, 160 tu sĩ đại thừa cũng đủ sánh vai với các tông môn lớn đỉnh cấp rồi. 6 năm giả làm yêu nằm gai nếm mật, hôm nay đứng trên chống trận, còn có 160 đại yêu cấp bậc tôn vương và vô số tiểu yêu đông nghìn nghịt. Dưới trướng tập trung gần 30.000 yêu binh yêu tướng, tu vi thấp nhất là cảnh giới hợp thể. Lúc này, tên họ Dương nào đó cảm thấy hào hùng ngút trời, trong đầu xuất hiện hình ảnh hắn vung tay lên, 30.000 yêu binh yêu tướng san bằng kẻ địch, cảm xúc trào dâng. Ba phía bầu trời phía trên trống trận bỗng có yêu vân ập đến, sắc trời chợt tối sầm, yêu phong nổi lên. Đến rồi. Tử Hoàng lắc mình xuất hiện bên cạnh Dương Bách Xuyên. Vừa nhìn bầu trời vừa nói khẽ. Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn yêu vân khổng lồ ở ba phía bầu trời đang cuồn cuộn kéo đến. Hắn biết là tam đại yêu tôn tới. Quả nhiên một khắc sau khi yêu vân đến gần, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một con dao long màu đỏ dài hơn 100 mét xuất hiện phía đối diện, đằng sau hắn ta là yêu chúng đông như kiến. Hai bên trái phải cũng xuất hiện 2 đại yêu to lớn. Khổng Tước bay lên. Đáp xuống bên phải Dương Bách Xuyên rồi nói, tướng công, là bọn họ tới. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ ý đã biết, 3 kẻ đứng đầu dãy núi Vạn Yêu là Độc Nhãn Giao Long, Huyết Sư Vương, Song Đầu Xà đã xuất hiện.
ba đại yêu tôn dẫn theo chúng dừng lại cách Dương Bách Xuyên 100 mét. Trên người độc nhãn giao long và huyết sư vương lóe lên ánh sáng, hóa thành hình người. Chỉ có song đầu xà vương vẫn không biến hình, bản thể rắn hai đầu màu xanh thẻ lưỡi, cơ thể dài đến 100 mét, là một con rắn cực kỳ to. Khổng tước, ngươi có ý gì? Độc nhãn giao long nhìn chằm chằm Khổng tước vương, phất lờ Dương Bách Xuyên bên cạnh Khổng tước vương. Điều này làm cho tên họ Dương nào đó vô cùng khó chịu. Tất nhiên Khổng tước vương hiểu lời chất vấn của độc nhãn giao long. Từ lâu bốn đại yêu tôn bọn họ đã có ước định ngầm, đoàn kết với nhau thống trị dãy núi Vạn Yêu. Nhưng bây giờ mình lại thần phục Dương Bách Xuyên, xét từ góc độ nào đó có thể nói là mình đã phản bội ba người khác, cũng khó trách độc nhãn giao long giận dữ chất vấn. Nhưng Khổng tước vương có lựa chọn sao? Dương Bách Xuyên hoàn toàn không cho nàng ta lựa chọn. Nói thế nào thì bốn đại yêu tôn bọn họ đã từng cùng nhau trải qua biết bao mưa gió ở dãy núi Vạn Yêu, đi qua hàng vạn tháng năm, Khổng tước vương không đành lòng. Nhưng nàng ta không có lựa chọn, hơn nữa cục diện hiện tại cũng là điều nàng ta muốn. Huyết mạch đã tăng lên, nàng ta chỉ còn cách cấp bậc thiên yêu một bước, chẳng có gì không tốt cả. Khổng tước vương nhìn ba người độc nhãn giao long, áy náy nói, ba vị đạo huynh, tiểu muội cũng thân bất do kỷ, nhưng ba vị cũng thấy tình hình hiện tại rồi đấy. Vấn đề tăng cường huyết mạch, phá vỡ bình cảnh đã được giải quyết, đột phá thiên yêu chỉ là vấn đề thời gian. Mà hết thảy đều là tướng, đều là vân môn đại thánh chủ ban tặng, hắn là thánh chủ của yêu tộc ta, có khả năng thay đổi huyết mạch của yêu tộc ta, tạo phúc cho vạn yêu. Ba vị thần phục thánh chủ là thiên ý. Thánh chủ có thể thay đổi huyết mạch cho các ngươi, có thể giúp các ngươi đột phá bình cảnh. Ha ha ha. Khổng tước vương còn chưa nói xong, độc nhãn giao long đã cười sằng sặc ngắt lời. Sau đó, độc nhãn giao long hừ lạnh, sang ngã, vô chi, đường đường là hậu duệ của thần điểu Phượng Hoàng mà lại thần phục một nhân tộc ti tiện. Ngươi, Khổng tước ngươi là nỗi sỉ nhục của yêu tộc. Nói đến đây. Độc nhãn giao long nhìn yêu chúng đã thần phục Dương Bách Xuyên ở bên dưới, nở nụ cười lạnh lùng, các ngươi đều là nỗi sỉ nhục của yêu tộc ta, không xứng làm yêu. Còn ngươi nữa, tên nhân tộc ti tiện nhà ngươi trà trộn vào dãy núi Vạn Yêu, trà trộn vào thành Vạn Yêu, mở yêu y quán. Bản vương biết thằng nhãi nhà ngươi không phải hạng tốt lành gì. Chư vị, chắc hẳn các ngươi vẫn chưa biết hắn. Độc nhãn giao long dừng lại, giơ ngón tay chỉ vào Dương Bách Xuyên. Hắn là một nhân tộc, không phải là linh dương gì hết. Hắn tên là Dương Bách Xuyên, dương nghĩa là liễu chứ không phải dương nghĩa là dê. Độc nhãn giao long nói xong, mọi người bắt đầu xôn xao. Các yêu vương mới thần phục hôm nay và yêu chúng chưa uống nước sinh mệnh đều trợn tròn mắt, nhao nhao bàn tán. Toàn bộ yêu tộc đều có địch ý với nhân tộc, Thái Hoang là sân sau của nhân tộc coi Thái Hoang là nơi rèn luyện của bọn họ. Nhân tộc vào Thái Hoang săn giết và cưỡng chế thu phục yêu tộc. Những việc này cả yêu tộc đều biết. Mà dãy núi Vạn Yêu trong Thái Hoang là chốn bồng lai của yêu tộc được rất nhiều yêu tộc đoàn kết lại bảo vệ, cũng là nơi nhân tộc không dám xông vào. Bây giờ tại độc nhãn giao long lại nói vân môn đại thánh chủ, quán chủ yêu y quán là nhân tộc giả làm yêu tộc, lần này cả hiện trường bùng nổ luôn. Đương nhiên trong số những yêu tộc này, các đại yêu đã uống nước sinh mệnh của Dương Bách Xuyên đều tỏ ra bình tĩnh, bởi vì sau khi uống nước sinh mệnh, bọn họ đã biết Dương Bách Xuyên là nhân tộc. Nhưng thế thì sao chứ? Sinh tử nằm trong tay Dương Bách Xuyên, bọn họ không làm gì được. Hơn nữa, Dương Bách Xuyên đã giúp bọn họ tăng cường huyết mạch, tu vi tiến thêm một bước. Đây mới là điểm then chốt, có phải nhân tộc hay không không quan trọng. Là sinh linh tu luyện, ai mà chẳng khao khát thành tiên. Mà Dương Bách Xuyên có thể cho bọn họ hy vọng. Không có Dương Bách Xuyên, bọn họ sẽ bị giam cầm trong dãy núi Vạn Yêu đời đời kiếp kiếp, gặp phải bình cảnh không thể đột phá, huyết mạch không thể tăng lên, cuối cùng chờ đại nạn đến, hóa thành cát bụi. So với những gì Dương Bách Xuyên mang lại cho bọn họ, thân phận nhân tộc hay yêu tộc có quan hệ gì? Vì vậy, các yêu vương từng uống nước sinh mệnh lập tức thể hiện tác dụng của mình, ai nấy đều quát mắng tiểu yêu dưới trướng, trấn áp hỗn loạn. Lúc này, có một tiểu yêu vương lên tiếng, giao long vương, từ đâu ngươi biết chuyện này? Ngươi đang vu oan cho thánh chủ, mọi người đừng nghe giao long vương nói bậy, rõ ràng là hắn vu oan cho thánh chủ. Khốn kiếp, bản vương há lại nói bậy, nói thật với các ngươi,
Trong thời gian này bản vương và huyết sư vương, song đầu xà đã phát hiện ra ở biên giới dãy núi Vạn Yêu có nhân tộc tồn tại. Ta bắt một tên tra hỏi, thế mới biết Dương Bách Xuyên là nhân tộc. Bây giờ ngươi còn nói bản tôn vụ oan không? Giọng nói như sấm của Độc Nhãn Giao Long vang vọng khắp nơi. Độc Nhãn Giao Long nói xong nhìn chằm chằm vào Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên không nói gì, chờ Độc Nhãn Giao Long nói xong, chuyện Độc Nhãn Giao Long có thể biết được thân phận thật sự của bọn họ cũng nằm trong dự đoán. Trong 3 năm nay, động tĩnh của Yêu Y Quán ở dãy núi Vạn Yêu lớn như vậy, nếu không để lại dấu vết mới là chuyện kỳ lạ. Nghe thấy Độc Nhãn Giao Long biết được thân phận của mình từ lúc ở dãy núi Vạn Yêu, hai mắt của Dương Bách Xuyên lóe lên. Tin tức này chứng tỏ đám người thánh địa đuổi giết hắn năm đó vẫn ở bên ngoài dãy núi Vạn Yêu, còn chưa rời đi. Đủ để thấy được sự căm hận của mấy thánh địa lớn dành cho hắn, hay nói cách khác bọn họ nhất quyết phải bắt được Kỳ Lân con. Nhưng nói đi nói lại, đối với người tu chân 6 năm không là gì, người của mấy thánh địa lớn canh giữ bên ngoài dãy núi Vạn Yêu suốt 6 năm nay cũng là chuyện bình thường. Trong lòng Dương Bách Xuyên lóe lên sát ý. Tất nhiên sát ý này dành cho mấy thánh địa lớn, trong lòng nghĩ thầm sau khi giải quyết ba đại yêu xong, bước tiếp theo hắn sẽ xông ra ngoài nhổ cỏ tận gốc đám người thánh địa khinh người kia. Nhưng trước tiên vẫn phải giải quyết Độc Nhãn Giao Long, Huyết Sư Vương và Song Đầu Xà. Đối mặt với Độc Nhãn Giao Long, Dương Bách Xuyên nhíu mày nói, biết được thân phận nhân tộc của ta thì sao? Ta từng giết yêu tộc chưa? Không có đúng không? Ngược lại vì tránh né đám nhân tộc thánh địa đuổi giết nên đi vào dãy núi Vạn Yêu, lại còn mở Yêu Y Quán ở thành Vạn Yêu, chữa bệnh cứu vô số yêu, thậm chí dứt bỏ thù hận nhân yêu, thu môn đồ truyền thụ y đạo cho con cháu yêu tộc. Thậm chí còn cải tiến huyết mạch yêu tộc, đừng nói ta là một nhân tộc, người Giao Long Vương, Huyết Sư Vương, Song Đầu Xà, ba vị từng cống hiến gì cho dãy núi Vạn Yêu chữa. Các yêu tôn thờ ta làm thánh chủ, đủ để thuyết minh vấn đề. Bây giúp cho các ngươi một cơ hội thần phục ta, ta có thể giúp ngươi tiến hóa huyết mạch, sau này có thể rời khỏi Thái Hoang đi đến thế giới tu chân rộng lớn bên ngoài, nếu không thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, thế nào? Chỉ hai ba câu Dương Bách Xuyên đã hóa giải mâu thuẫn, tung ra dụ hoặc lớn tăng lên huyết mạch. Không chỉ làm cho các yêu quái an tâm, thậm chí còn làm mấy tiểu yêu bên Độc Nhãn Giao Long, Huyết Sư Vương, Song Đầu Xà bắt đầu dao động. Dụ hoặc tiến hóa huyết mạch quá lớn, không có mấy yêu tộc có thể chống cự được. Lúc này Độc Nhãn Giao Long, Huyết Sư Vương, Song Đầu Xà liếc nhau, biết không thể nghe Dương Bách Xuyên nói tiếp, vốn định ra oai phủ đầu, kết quả lại bị đôi ba lời của Dương Bách Xuyên dao động lòng quân. Đây không phải dấu hiệu tốt. Độc Nhãn Giao Long lớn tiếng nói, một nhân tộc ti tiện cũng vọng tưởng làm bổn vương thần phục, hôm nay bản tôn sẽ giết chết tiểu tử ti tiện nhà người, các huynh đệ, giết địch. Giết! Giết! Huyết Sư Vương, Song Đầu Xà cùng xông lên. Dù sao cũng là đại yêu tôn của dãy núi Vạn Yêu, hơn nữa ba đại yêu tôn liên hợp làm các yêu quái vừa mới dao động lập tức tỉnh táo lại. Ba đại yêu tôn mang theo các yêu tộc lao xuống. Thế lực hai bên đều ngang nhau, nhưng bên Dương Bách Xuyên có một lượng lớn đại yêu đã được nước sinh mệnh cải tạo, thực lực chiếm phần hơn. Giết! Dương Bách Xuyên nhìn ba đại yêu liên hợp. Hắn đứng trên trống trận, vung tay ra lệnh. Hắn biết quyền uy vô thượng thường được đúc từ máu tươi. Nếu Độc Nhãn Giao Long, Huyết Sư Vương, Song Đầu Xà không thần phục, vậy giết luôn. Mệnh lệnh vừa phát ra, một đám đại yêu phóng lên cao. Tử Hoàng đối đầu với Độc Nhãn Giao Long dài trăm mét, Chuột Vương đối đầu với Huyết Sư Vương, Khổng Tước đối đầu với Song Đầu Xà. Về thực lực thì bên Dương Bách Xuyên áp đảo bên Độc Nhãn Giao Long. Yêu khí ngập trời, năng lượng khổng lồ bùng nổ, một vài tiểu yêu tử vong tại chỗ dưới dư chấn của cấp tôn vương. Máu chảy thành sông. Khắp núi trống trận tràn ngập mùi máu tươi gay mũi, máu đang ăn mòn cả ngọn núi, dần dần biến thành màu đỏ. Từng tiếng gầm gừ vang vọng phía chân trời, bách thú cùng gầm lên thiên địa biến sắc. Dãy núi Vạn Yêu nghênh đón trận chém giết có quy mô lớn nhất suốt ngàn vạn năm qua. Đây là một trận chiến đầu của hơn 10 vạn yêu quái. Mấy đầu sỏ có ý thức xông lên trên tầng mây phía chân trời để chém giết, tránh việc các yêu nhỏ yếu bị dư chấn giết chết. Gào! Gào! Pi! Chi! Tiếng thú gầm rú rung trời.
Dương Bách Xuyên đứng trên trống trận, vận chuyển càn khôn nhãn quan sát tình hình chiến đấu phía chân trời. Hắn không lo lắng trận chiến trên mặt đất, bởi vì hơn 100 cấp tôn vương, tất cả đều dùng nước sinh mệnh, tu vi đều tăng lên, hoàn toàn có thể áp đảo thủ hạ cấp tôn vương của ba đại yêu tôn. Dương Bách Xuyên chỉ lo lắng trận chiến với ba đại yêu tôn, bởi vì Khổng Tước từng nói, trong tay bốn đại yêu tôn bọn họ có pháp khí truyền thừa đáng sợ. Pháp khí truyền thừa của nàng là một đoạn xương phượng hoàng đã được cây ngô đồng cổ tẩm bổ, độc nhãn giao long có một viên giao long châu, song đầu xà và huyết sư vương cũng có bảo vật cổ xưa, đều là chí bảo vô cùng cường đại. Một đối một, tử hoàng, chuột vương, Khổng Tước không hề áp lực khi đối đầu với đám giao long, biến số duy nhất là ba chí bảo. Dương Bách Xuyên không chắc chắn đám người tử hoàng có thể chiến thắng hay không. Vận chuyển càn khôn nhãn, trên phía chân trời, sáu đại yêu đều hóa thành bản thể. Tử hoàng hóa thành chuột ngũ hành màu tím cao mười mấy mét, chém giết với giao long màu đỏ đậm cao trăm mét, có thể nhìn ra được tử hoàng hoàn toàn áp đảo độc nhãn giao long. Chuột vương cũng hóa thành bản thể, nhưng lông tóc trên người không đậm bằng tử hoàng, đối đầu với huyết sư vương cao 20-30 mét nhưng cũng không rơi vào thế thua. Khổng Tước vương hóa thành khổng tước màu sắc sặc sỡ, đối đầu với song đầu xà, mỗi một kích đều làm song đầu xà ăn đau. Nhìn qua thì bên mình hoàn toàn chiếm cứ thế thắng. Nhưng Dương Bách Xuyên vẫn không bớt lo, hắn biết đám độc nhãn giao long còn chưa sử dụng chí bảo. Vừa nghĩ đến đây, phía chân trời truyền đến tiếng gầm rung trời. Độc nhãn giao long bị tử hoàng đánh bay ra xa vài trăm thước, nện mạnh xuống một chỗ bùn đất ở núi trống trận. Gào! Huyết sư vương kêu thảm thiết, trên cổ cũng bị chuột vương cắn thủng một lỗ. Một cái đầu của song đầu xà bị Khổng Tước đánh chảy máu, máu rơi rụng xuống từ giữa không trung như mưa to tầm tã. Ngay sau đó, đột nhiên độc nhãn giao long bay ra từ trong bùn đất, xông lên phía chân trời, lúc này toàn thân độc nhãn giao long đỏ đậm như cháy. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa trên người độc nhãn giao long cháy hừng hực, hóa thành một hỏa long. Dương Bách Xuyên nhìn thấy trong miệng độc nhãn giao long ngậm một viên hỏa châu, có lẽ đây chính là giao long châu mà Khổng Tước từng nói. Độc nhãn giao long giận dữ hét lớn, liệt diễm thao thiên, chết đi. Một ngọn lửa phun ra từ trong miệng độc nhãn giao long, lao đến chỗ tử hoàng, ngay sau đó một ngọn lửa biến thành một biển lửa, bao trùm tử hoàng. Diện tích ngọn lửa quá lớn, tử hoàng không kịp tránh, xung quanh tử hoàng lóe lên vầng sáng tím, hình thành một lớp chắn bọc lấy chính mình. Ngay sau đó ngọn lửa của độc nhãn giao long hoàn toàn bao trùm tử hoàng. Dương Bách Xuyên căng thẳng, không biết tử hoàng có thể chống cự được ngọn lửa của độc nhãn giao long hay không. Mặc dù Dương Bách Xuyên đứng cách xa vài trăm thước nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sức nóng kinh người, phải vận chuyển chân khí chống cực sức nóng. Một vài yêu quái cách độc nhãn giao long vài trăm mét phát ra tiếng kêu thảm thiết, hoàn toàn bị đốt cháy bốc hơi. Lúc này rất nhiều yêu đều bỏ qua địch ta, tất cả đều dừng chiến, nhanh chân chạy trốn, tránh né biển lửa của độc nhãn giao long. Mặc dù ở phía chân trời nhưng sức nóng quá kinh người, một kích này lan ra đốt chết mấy trăm yêu quái. Nhìn nửa bầu trời bị thiêu đỏ, Dương Bách Xuyên đứng dưới trống trận quan sát, không nhịn được nuốt nước bọt. Không ngờ uy lực của giao long châu lại to lớn như vậy, vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Hắn vô cùng lo lắng cho tử hoàng, không biết tử hoàng có thể chống được ngọn lửa này không. Cùng lúc đó, Dương Bách Xuyên vội vàng ra lệnh, tất cả nghe lệnh, tất cả các yêu quái dưới cấp tôn vương lập tức rời khỉ núi chống trận. Hắn biết trận chém giết thật sự mới bắt đầu, các tiểu yêu không chạy xa tuyệt đối sẽ bị lan đến. Dương Bách Xuyên dứt lời. Tất cả tiểu yêu đều rời khỏi núi chống trận, chỉ còn lại đại yêu cấp tôn vương. Chỉ có đại yêu cấp tôn vương mới có thể chống cự được sức ảnh hưởng của ngọn lửa thần thông của độc nhãn giao long. Độc nhãn giao long tạo ra động tĩnh lớn như vậy, tất cả các đại yêu cấp tôn vương đều dừng tay ngưng chiến. Chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, vô số tiểu yêu tử thương, đại yêu cấp tôn vương gần như bị đánh phục. Có vài yêu trực tiếp thần phục. Có vài yêu thấy tình thế không ổn chạy trốn ra ngoài, có vài yêu ngã xuống. Dù sao bên Dương Bách Xuyên toàn thắng. Đây cũng là chuyện đã đoán trước. Bởi vì thực lực của hai bên kém xa. Dương Bách Xuyên có nước sinh mệnh, có chín tôn vương đại viên mãn, dưới thực lực như vậy, đại yêu dưới trướng của độc nhãn giao long,
huyết sư vương, song đầu xà đều bị đánh thần phục. Bây giờ chỉ còn lại mấy đầu sỏ lớn đang chém giết lẫn nhau, quyết định thắng thua. Phía chân trời, độc nhãn giao long phun ra ngọn lửa hóa thành biển lửa vô hạn, đốt cháy nửa bầu trời, không khí vặn vẹo. Thủ hạ tử hoàng của Dương Bách Xuyên hoàn toàn bị ngọn lửa của độc nhãn giao long cắn nuốt. Trong lòng Dương Bách Xuyên rất khẩn trương. Mặc dù hắn biết tu vi của tử hoàng đã gần đến cấp thiên yêu, cũng là người thống trị của tộc chuột ngũ hành thế hệ trước, nhưng tử hoàng niết bàn trọng sinh, tương đương bắt đầu lại từ đầu, tu vi của nàng đã không còn như ngày xưa. Có thể chịu được ngọn lửa của độc nhãn giao long hay không, Dương Bách Xuyên thật sự không nắm chắc. Nhưng hắn cũng không làm gì được, bởi vì hắn cũng chỉ là độ kiếp kỳ, mặc dù thực lực thực sự có thể đánh tay đôi với tôn vương sơ cấp, nhưng cũng chỉ vậy. Có thể thu phục được các đại yêu cũng dựa vào mưu lợi và nước sinh mệnh, cho nên Dương Bách Xuyên thật sự không giúp được gì. Lúc này hắn chỉ có thể cầu nguyện tử hoàng có thể chống đỡ được độc nhãn giao long. Chấm. Chít. Một tiếng thét đâm thủng màng tai truyền ra từ biển lửa, vang vọng khắp chân trời. Dương Bách Xuyên biết đây là tiếng của tử hoàng. Ngay sau đó một tia sáng màu tím vụt lên từ biển lửa, sau đó tử hoàng vọt ra từ trong sự vây nhốt của độc nhãn giao long. Hừ, ngọn lửa giam cầm. Độc nhãn giao long phun ra giao long châu, ngay sau đó giao long châu bộc phát ra hơi thở khủng bố, vô số ngọn lửa trắng bùng nổ phun ra như mạng nhện bao phủ trên đỉnh đầu của tử hoàng. Tử hoàng vừa chạy ra được khỏi biển lửa, bây giờ lại bị độc nhãn giao long bao phủ. Chít, tử khí hỗn nguyên, phá. Lúc này tử hoàng cũng bộc phát, ánh sáng tím hóa thành trăm triệu tia sáng muốn phá vỡ mạng lưới này của độc nhãn giao long. Màu trắng và tím đậm đan chéo vào nhau. Hai loại thần thông cực mạnh bắt đầu so đấu. Hai bên giằng co, không ai áp đảo được đối phương. Dương Bách Xuyên lại biết độc nhãn giao long có ưu thế là pháp bảo giao long châu, nếu không với tu vi sấp xỉ thiên yêu của tử hoàng. Khẳng định có thể trấn áp độc nhãn giao long. Gào gào. Cùng lúc đó, sau khi huyết sư vương bị chuột vương đánh bị thương nặng, điên cuồng gầm rú, phát ra từng tiếng gầm gừ. Dương Bách Xuyên quay đầu nhìn, nhìn thấy vòng sáng đỏ như máu bao phủ huyết sư vương, sau đó gầm gừ nói biển máu ngập trời. Vô số giọt máu lơ lửng xung quanh huyết sư vương, bắt đầu khuếch tán lan tràn ra mọi nơi. Từng giọt máu trên người huyết sư vương trút xuống như mưa to, nhanh chóng biến lớn, từng giọt nối tiếp từng giọt. Rất nhanh hóa thành một biển máu vô tận, trôi nổi giữa không trung. Chuột vương cảm nhận được không ổn nhanh chóng lùi về sau, nhưng vẫn không nhanh bằng biển máu của huyết sư vương, trong chớp mắt đã bị bao phủ trong biển máu. Khổng tước vương và song đầu xà cũng bị nhốt trong biển máu. Thủy mạc kính thiên. Ngô đồng phủ thiên. Lúc này khổng tước vương và song đầu xà cũng tiến vào giai đoạn chiến đấu gay cấn. Bên tai Dương Bách Xuyên truyền đến âm thanh của hai người. Quay đầu nhìn lại, lúc song đầu xà nói thủy mạc kính thiên, giữa hai đầu của nó có một mặt gương. Sau khi bị ánh sáng của mặt gương này chiếu rọi, khổng tước vương như bị bao phủ bên trong biển sâu. Dương Bách Xuyên vẫn chưa nhìn thấy pháp khí của huyết sư vương, độc nhãn giao long là một viên giao long châu. Song đầu xà là một mặt gương cổ xưa. Dương Bách Xuyên suy đoán pháp khí của huyết sư vương nằm trong cơ thể của hắn ta. Thần thông thủy mạc kính thiên của song đầu xà bộc phát ra ánh sáng vô tận, nhấn chìm khổng tước vương trong nước biển vô hình. Nhưng khổng tước vương cũng không phải ăn chay, nàng cũng có pháp bảo cường đại trong tay. Sau tiếng ngô đồng phủ thiên, Dương Bách Xuyên nhìn thấy khổng tước vương phun ra một nhánh gậy, trong chớp mắt hóa thành một cây ngô đồng. Khổng tước vương đứng trên cây ngô đồng, một gốc đại thụ khổng lồ phá tan nước biển vô hình của song đầu xà và xông ra ngoài. Pi! Khổng tước thét dài, cây ngô đồng đưa nàng thoát khỏi thần thông thủy mạc kính thiên của song đầu xà. Lúc này cây ngô đồng của khổng tước và gương của song đầu xà đối đầu nhau. Nhưng khoảnh khắc khổng tước thoát khỏi thủy mạc kính thiên, khổng tước xòe đuôi, bắn ra một lông vũ lao nhanh như mũi tên nhọn về phía song đầu xà. Khe 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 a a a. Song đầu xà phát ra tiếng kêu thảm thiết, trên người bị lông khổng tước bắn thành con nhím. A a a, khổng tước, ta và ngươi không đội trời chung. Lần này song đầu xà ăn đau,
mặt gương giữa hai đầu bộc phát ra một cột sáng đen nhánh lao thẳng đến chỗ Khổng Tước. Khổng Tước chiếm thế thắng, trong cuộc đối đầu với pháp bảo cùng đẳng cấp, thế lực ngang nhau, nhưng ở tu vi thì Khổng Tước chiếm thế hơn, song đầu xà lỗ nặng. Nhìn thấy mặt gương của song đầu xà bùng nổ cột sáng đen nhánh, Khổng Tước biết sự lợi hại của nó, không chống đỡ mà núp sau cây ngô đồng. Ầm. Cột sáng đen nhánh của song đầu xà va chạm lên cây ngô đồng của Khổng Tước, cây ngô đồng bùng nổ ánh sáng ngũ sắc cường đại, pháp bảo đối đầu pháp bảo, ngăn cản cột sáng của song đầu xà. Song đầu xà vặn vẹo thân thể, xoay người chạy trốn, ngay lập tức đã chạy xa mấy ngàn mét, song đầu xà biết dùng pháp bảo không thắng được Khổng Tước, hơn nữa hiện tại tu vi của Khổng Tước cường đại hơn hắn ta, vẫn nên chạy trốn thì hơn. Hừ, thoát được sao? Khổng Tước lạnh lùng nói, mang theo cây ngô đồng nhanh chóng đuổi theo. Lúc này Dương Bách Xuyên đang đứng trên trống trận quan sát, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trong cuộc đối kháng với ba đại yêu, chỉ có Khổng Tước có năng lực áp song đầu xà. Mặc dù tu vi của Tử Hoàng và Chuột Vương lợi hại hơn Độc Nhãn Giao Long và Huyết Sư Vương, lại không có pháp khí cường đại nên yếu thế hơn, cùng bị Độc Nhãn Giao Long và Huyết Sư Vương bao vây. Nhìn như đang rằng co nhưng Dương Bách Xuyên biết thời gian càng dài sẽ càng có nhiều biến cố. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên vung tay lên, bảo chín đại yêu tôn vương đại viên mãn lên hỗ trợ. Chín đại yêu tôn vương đại viên mãn chia thành hai phe phóng lên cao, năm yêu lao về phía Độc Nhãn Giao Long, bốn yêu lao về phía Huyết Sư Vương. Nhưng khi bọn hắn đi lên đều bị cản lại. Độc Nhãn Giao Long có uy lực của biển lửa, đám đại yêu kia không xông vào được. Huyết Sư Vương thao tác biển máu, đứng trước biển máu quay cuồng, bốn yêu khác cũng không vào được. Đành phải vận chuyển yêu lực mạnh mẽ tấn công, nhưng Dương Bách Xuyên biết cứ tiếp tục như vậy không làm nên chuyện gì, không cứu được Tử Hoàng ra khỏi biển lửa, cũng không cứu được Chuột Vương ra khỏi biển máu. Hai cao thủ ăn mệt dưới pháp khí cường đại của Độc Nhãn Giao Long và Huyết Sư Vương. Dương Bách Xuyên sốt ruột, hắn biết chính mình không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu tiếp tục kéo dài nữa không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ba chiếc lá cây màu tím khắc hoa văn xuất hiện trong tay hắn. Đây là lá Tử Vân Ngũ Lôi xuất hiện lần thăng cấp trước của Hồ Càn Khôn. Lực công kích của lá cây rất mạnh, ngày đó hắn từng thí nghiệm uy lực của nó trong Hồ Càn Khôn, nhưng chưa từng sử dụng trong chiến đấu hiện thực. Dương Bách Xuyên cũng không xác định Tử Vân Ngũ Lôi có hiệu quả với Độc Nhãn Giao Long và Huyết Sư Vương hay không. Nhưng hắn biết lúc này không thể tiếp tục kéo dài, cũng phải thử xem uy lực của lá Tử Vân Ngũ Lôi rồi tính tiếp. Lúc hắn chuẩn bị thi triển lá Tử Vân Ngũ Lôi thì cảm nhận được sự chấn động truyền đến trên cánh tay trái. Dương Bách Xuyên dừng lại, sửng sốt, sau đó vô cùng vui vẻ, hắn phát hiện ngé con đã hoàn thành quá trình tiến hóa, bây giờ đã tỉnh lại. Lúc này đang trong lúc quan trọng nhất của trận chiến, có thêm sự giúp đỡ là chuyện tốt, ngé con chính là thần thú Kỳ Lân. Dương Bách Xuyên vung tay thả ngé con ra khỏi Hồ Càn Khôn. Gừ. Tiếng thét dài rung trời vừa giống tiếng kêu của trâu lại vừa giống tiếng rồng gầm vang lên, tựa như tiếng sấm rung trời. Bên trong quầng sáng bảy sắc là ngé con xuất hiện với tiếng thét dài. Sau khi ánh sáng biến mất, Dương Bách Xuyên lập tức trợn tròn mắt, há hốc miệng. Ngé con đã ngủ say rất nhiều năm, hồi trước nó sơi một hơi hết ba giọt nước sinh mệnh và vô số thiên tài địa bảo. Làm hắn trắng tay luôn. Sau đó nó tiến hóa huyết mạch, ngủ say trong bình càn khôn. Cuối cùng thì hôm nay nó cũng tỉnh lại. Bộ dạng trước đây là một con ngé con. Mà bây giờ rốt cuộc nó cũng có dáng vẻ thần thú. Nhìn dáng vẻ bên ngoài có thể thấy nó có đầu rồng, sừng hươu, mắt sư tử, lưng hổ, eo gấu, vảy rắn, móng ngựa, đuôi trâu. Đến tận lúc này nó mới lột xác thành thần thú Kỳ Lân chân chính. Ngé con xuất hiện, đứng bên cạnh Dương Bách Xuyên, dưới chân là trống trận hay còn gọi là trống Kỳ Lân. Chấm. Sau khi ngé con xuất hiện, cảnh tượng tiếp theo khiến Dương Bách Xuyên trợn to mắt. Rắc. Không ngờ trống Kỳ Lân dưới chân Dương Bách Xuyên lại nổ tung. Lúc này, Dương Bách Xuyên cúi đầu nhìn mới phát hiện toàn thân ngé con phát ra ánh sáng bảy sắc. Bên trong khe nứt trên trống trận nứt toác cũng tỏa ra từng luồng khí. Giữa trống Kỳ Lân và ngé con tạo thành sự tương hỗ. Chuyện này. Dương Bách Xuyên nhất thời ngây ra. Mặc dù hắn không biết chuyện gì đang diễn ra,
nhưng lúc này hắn cũng nhìn ra sau khi thần thú kỳ lân tức là ngé con xuất hiện, chống trận đã xảy ra biến hóa. Trong đầu nhớ ra trước đây tử hoàng từng nói kỳ lân mới là vạn yêu chi chủ, mà chống trận phải là chống kỳ lân. Bây giờ xem ra chống kỳ lân là thứ tổ tiên của ngé con để lại, hiện tại ngé con đã đánh thức chống trận. Là kiểu kế tục truyền thừa chống trận. Rắc. Chống trận bằng đá xanh khổng lồ cao 100 mét càng lúc càng phát ra tiếng rắc rắc vang dội, vết nứt càng lúc càng lớn. Ánh sáng 7 sắc trên người ngé con vô cùng chói mắt, tương hỗ với chống trận đã nứt toác. Lúc này bên trong vết nứt trên chống trận cũng phát ra ánh sáng 7 sắc giống hệt ngé con. Ầm ầm. Chống trận dưới chân rung lắc ầm ầm như động đất, Dương Bách Xuyên cảm thấy bất thường, vội vàng bay ra khỏi chống trận, đáp xuống đất. Gừ. Lúc này, ngé con phát ra từng tiếng thét dài. Tiếp đó, chống trận vang lên tiếng tùng 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 hết đợt này đến đợt khác. Nghe như đang gieo hò, lại tựa như đứa trẻ đi lạc đã tìm thấy người thân. Rắc. Tiếng rắc cuối cùng vang lên, chống trận rầm rầm sập xuống. Nhưng thứ rơi xuống chỉ là một lớp đá xanh. Trong ánh sáng 7 sắc rực rỡ, chống trận lộ ra dáng vẻ vốn có của nó. Lớp đá xanh chỉ là một lớp bảo vệ, bên trong là một chiếc chống trận 7 màu có đường kính 9 trượng, được phủ kín phù văn huyền ảo. Gừ. Ngé con lại thét dài. Sau tiếng thét này, chống trận bay lơ lửng tạo thành mặt phẳng. Ngé con cũng lơ lửng trên chống trận, bỗng nhiên trong đôi mắt phóng ra 2 cột sáng giống như cặp dùi chống đánh lên chống trận. Tùng tùng. Trong 2 tiếng tùng tùng vang dội. Lần này khác những lần trước ở chỗ trên chống trận phát ra từng vòng sóng dập dờn, lan rộng từ trên xuống dưới, từ trái sang phải ra khắp 4 phương 8 hướng. Dương Bách Xuyên biết đây là một loại thần thông tương tự như sóng âm. Tiếp đó, Dương Bách Xuyên trông thấy một cảnh tượng kỳ diệu. Tất cả các đại yêu cấp bậc tôn vương trên quảng trường núi chiến cổ đều phát ra tiếng thét dài và quỳ xuống bình bịch. Không biết là phản ứng dây chuyền hay gì mà toàn bộ yêu chúng ở khắp núi chiến cổ đều thét dài, quỳ rạp xuống, âm thanh vang xa, và cũng có tiếng đáp lại từ nơi xa vọng đến. Đúng thật là vạn yêu thần phục chân chính, từ âm thanh ở rất xa ấy có thể đoán được nhất định là những tiếng đáp lại này đã truyền khắp dãy núi vạn yêu. Sau tiếng thét của kỳ lân và sóng âm của chống trận, đám độc nhãn giao long và huyết sư vương ở trên không trung cũng xảy ra biến hóa lớn. 9 đại yêu tôn vương đại viên mãn đang bao vây tấn công biển lửa biển máu của độc nhãn giao long và huyết sư vương bỗng rơi thẳng từ trên không xuống, rối rít quỳ rạp dưới đất. Tất cả yêu quái quỳ rạp dưới đất đều quỳ lạy ngé con và chống trận. Về phần độc nhãn giao long và huyết sư vương, biển lửa và biển máu được tạo thành từ thần thông của bọn họ bắt đầu sao động dữ dội dưới xung kích sóng âm mà chống trận phát ra. Nhìn như sắp vỡ tung, nhưng cuối cùng vẫn không vỡ. Dương Bách Xuyên thấy vậy, lòng thầm nghĩ, xem ra việc ấu thú kỳ lân ngé con này tiến hóa cộng thêm chí bảo chống kỳ lân mà tổ tiên của ngé con để lại được kích hoạt, kết quả đúng như tử hoàng nói, kỳ lân xuất hiện, chống trận vang lên, vạn yêu thần phục. Nhưng xem tình hình hiện tại, biển lửa và biển máu của độc nhãn giao long và huyết sư vương tuy cũng bị ảnh hưởng, nhưng dù sao cũng có pháp bảo cường đại chống đỡ nên không bị vỡ. Chắc là uy lực mà ngé con đánh chống kỳ lân vẫn chưa đủ. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng biết đây là lần tiến hóa đầu tiên của ngé con, còn lâu mới khắc chế được nhân vật cường đại như độc nhãn giao long và huyết sư vương. Huống chi cả nhãn giao long lẫn huyết sư vương đều có pháp khí mạnh. Tuy nhiên, ngé con xuất hiện có thể khiến cho yêu tộc khắp núi chiến cổ, thậm chí là cả dãy núi vạn yêu đều đáp lại và quỳ bái, như vậy là đủ rồi. Dương Bách Xuyên vận chuyển càn khôn nhãn quan sát. Mặc dù thần thông của độc nhãn giao long và huyết sư vương trên bầu trời không bị ảnh hưởng hoàn toàn bởi tiếng thét của kỳ lân ngé con và sóng âm của chống trận, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra giao long và huyết sư vương, thậm chí cả tử hoàng và chuột vương đều hơi run rẩy. Từ đó có thể thấy bọn họ vẫn bị ảnh hưởng. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên còn trông chờ vào đôi mắt ngé con phát ra cột sáng đánh chống trận, nhưng không ngờ sau khi gõ một cái, ngé con lại không có động tĩnh gì nữa, chỉ đáp xuống mặt chống trận. Nó nhắm mắt đứng trên chống kỳ lân, toàn thân phát sáng, dường như đang tiếp nhận truyền thừa nào đó. Ngé con. Dương Bách Xuyên gọi vài tiếng nhưng không được đáp lại, ngé con hoàn toàn không có phản ứng. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên buồn bực vô cùng.
lúc mấu chốt chẳng thể trông chờ vào cái đứa tham ăn mà. Dương Bách Xuyên mắng một câu, sau đó chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn ném ra một chiếc lá tử vân ngũ lôi hệ thổ về phía huyết sư vương, và một chiếc lá tử vân ngũ lôi hệ thủy về phía độc nhãn giao long. Hắn cũng chẳng trông chờ một chiếc lá ngũ lôi có thể gây ra vết thương bao lớn cho độc nhãn giao long và huyết sư vương, mà chỉ mong có thể giúp tử hoàng và chuột vương thoát khỏi vây khốn là được. Dương Bách Xuyên tập trung ý niệm trên người độc nhãn giao long và huyết sư vương, thầm nghĩ nếu có thể biến to thì tốt quá. Ngay sau đó, kỳ tích xảy ra. Chỉ thấy hai chiếc lá tử vân ngũ lôi bay lên trời, biến to trong gió, càng lúc càng to, tựa như một tia chớp xẹt qua bầu trời. Đoàng đoàng, xoẹt xoẹt. Tiếng sấm rung trời, tia chớp lóe lên bên trong lá ngũ lôi. Khi hai lá ngũ lôi bay đến bên cạnh độc nhãn giao long và huyết sư vương, thì nó đã to đến vài trăm mét, che khuất bầu trời. Xoẹt. Sấm sét rền vang. Sấm to sét lớn lập tức bủa vây độc nhãn giao long và huyết sư vương, thậm chí bao phủ biển lửa và biển máu của bọn họ trong sấm sét vô tận. Á, á. Độc nhãn giao long và huyết sư vương lần lượt hét lên thảm thiết. Sau đó, Dương Bách Xuyên trông thấy trong biển lửa của độc nhãn giao long tràn đầy sấm sét, biển lửa bị sấm sét đánh vỡ trong nháy mắt, mà độc nhãn giao long cũng bị sấm sét bao phủ. Tử Hoàng cũng ở trong biển lửa nhưng không bị sấm sét tấn công. Dương Bách Xuyên biết ý niệm của hắn chỉ đặt lên người độc nhãn giao long chứ không tấn công Tử Hoàng, thầm nghĩ sức mạnh của Tử Vân Ngũ Lôi sẽ chỉ tấn công người bị ý niệm của hắn khóa làm mục tiêu. Bên kia, tình hình của huyết sư vương và chuột vương cũng giống độc nhãn giao long bên này. Thoáng cái biển lửa và biển máu đã tan biến không còn gì. Mà độc nhãn giao long và huyết sư vương bị sét đánh đen tin. Rơi từ trên không trung xuống. Rầm rầm. Hai trong bốn đại yêu đứng đầu dãy núi Vạn Yêu va mạnh vào núi Chiến Cổ, trong núi xuất hiện hai cái hố to. Dương Bách Xuyên cảm nhận được hai đại yêu tôn đã không còn sự sống, đi đời nhà ma rồi. Điều này khiến tên họ Dương nào đó sốc đến nỗi miệng há hốc. Hắn không ngờ lá tử vân ngũ lôi lại có uy lực mạnh đến vậy, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Đây chỉ là uy lực của hai chiếc lá thôi đấy, Dương Bách Xuyên khó bề tưởng tượng nếu tung ra ngũ lôi cùng lúc thì sẽ ra sao. Hắn ngơ ngác nhìn hai cái hố sâu đằng xa, khói bụi bốc lên trời, mùi thịt nướng quanh quẩn trong không khí. Thật sự là hắn không thể tin vào mắt mình. Trước đó Kỳ Lân Nghé Con xuất hiện, đánh chống Kỳ Lân, phát ra khí tức uy áp khiến chúng yêu trên núi Chiến Cổ thần phục. Bây giờ thấy Dương Bách Xuyên tiêu diệt hai đại yêu đứng đầu dãy núi Vạn Yêu. Chúng yêu lại càng run lẩy bẩy. Tiếp đó, Tử Hoàng bay từ trên tế đàn xuống, cầm một viên giao long châu đỏ như lửa, cung kính dâng lên bằng hai tay, chủ nhân. Tử Hoàng đích thân trải qua lôi điện, nàng ta tận mắt chứng kiến Dương Bách Xuyên chỉ ném ra hai cái lá cây màu tím từ dưới mặt đất, ngay sau đó độc nhãn giao long và huyết sư vương mạnh mẽ đã bị vạn lôi tiêu diệt. Lúc này nàng ta không thể nhìn thấu chủ nhân nhỏ này của mình, sau khi thu giao long châu của độc nhãn giao long. Nàng ta đáp xuống, cung kính nộp cho Dương Bách Xuyên. Tử Hoàng biết lần này nàng ta bị vây hãm đều là vì độc nhãn giao long có giao long châu này. Nếu đổi thành lúc trước, có lẽ nàng ta còn dám tham lam giao long châu chí bảo này, nhưng sau khi được chứng kiến lôi điện diệt thế phát ra từ hai phiến lá của Dương Bách Xuyên, bây giờ cho nàng ta 10 cái gan nàng ta cũng không dám. Nhìn độc nhãn giao long và huyết sư vương ở phía xa rơi xuống, đập thành hố sâu khổng lồ dưới đất. Đã hoàn toàn không còn sức sống, Tử Hoàng biết giao long và huyết sư vương bị lôi điện đánh chết rồi. Không biết tại sao, Tử Hoàng nhìn hố lớn, lại nhìn Dương Bách Xuyên, không khỏi lạnh run. Dương Bách Xuyên cũng bị bản thân làm cho chấn động, nói chính xác là bị lá của cây tử vân ngũ lôi làm chấn động. Hắn cảm thán sự thần kỳ khác thường của bình càn khôn, càng ngày càng không nhìn thấu bình càn khôn, ngẫu nhiên xuất hiện một loại bảo vật cũng long trời lở đất như vậy. Sau mấy lần tiến hóa, bây giờ nước sinh mệnh có thể khống chế sinh tử của yêu tộc mạnh mẽ, còn có thể thay đổi thăng cấp huyết mạch của yêu tộc, thậm chí cải thiện huyết mạch của thần thú cũng không phải nói chơi. Trực tiếp dùng linh đào kết trái từ cây linh đào thì có thể bổ sung pháp lực trong người. Sự xuất hiện của cây tử vân ngũ lôi bù đắp lỗ hổng của chí bảo loại công kích, mặc dù một cây tử vân ngũ lôi chỉ có 5 lá ngũ lôi, hơn nữa 5 tháng mới có thể mọc ra lần nữa.
tuy chu kỳ ngắn ngủi, nhưng hôm nay sau khi sử dụng, thật sự phải gọi là thần vật công kích. Hai lá cây đã xử lý được hai đại yêu cấp tôn vương đại viên mãn mạnh mẽ chí bảo, thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Đang lúc ngẩn người, bên tai Dương Bách Xuyên vang lên tiếng nói của Tử Hoàng, kéo suy nghĩ bay xa của hắn trở về. À ồ, ngươi không sao chứ? Dương Bách Xuyên lấy lại tinh thần, hỏi. Đa tạ chủ nhân quan tâm, ta không sao. Mặc dù Tử Hoàng bị độc nhãn giao long vây hãm, nhưng dù sao nàng ta cũng có truyền thừa ký ức thời đại trước, còn là tồn tại có tu vi thiếu chút nữa là thiên yêu, nên không có gì đáng ngại. Chủ nhân, ta cũng không sao. Lúc này, Chuột Vương cũng đáp xuống từ chân trời, nói. Trông Chuột Vương thảm hại hơn Tử Hoàng, trên người bị Huyết Sư Vương cào ra một lỗ máu, nhưng cũng không đáng ngại. Hừ. Thấy Chuột Vương, Tử Hoàng hừ lạnh, không chào đón Chuột Vương, điều này vẫn là vì canh cánh trong lòng chuyện lần trước Chuột Vương không hiến tế cho nàng ta. Chuột Vương sợ bà cố Tử Hoàng này, mặc dù bây giờ hai người đều là tiểu đệ của Dương Mỗ, nhưng Chuột Vương vẫn nơm nớp lo sợ, không dám nói nhiều ở trước mặt Tử Hoàng. Ngay sau đó, Tử Hoàng đưa Giao Long Châu cho Dương Bách Xuyên, nói chủ nhân, đây là Giao Long Châu. Dương Bách Xuyên giơ tay ra nhận lấy. Lúc lật tay, hai quả linh đào mọc từ cây linh đào mẹ đã xuất hiện trong tay hắn, nói ăn linh đào khôi phục vết thương đi, các ngươi vất vả rồi. Hắn cho hai người mỗi người một quả linh đào. Đa tạ chủ nhân ban thưởng. Tử Hoàng và Chuột Vương mừng rỡ, bây giờ bọn họ biết trong tay chủ nhân Dương Bách Xuyên này có không ít đồ tốt, linh đào tản ra sức sống và linh khí mạnh mẽ tất nhiên là đồ tốt. Dương Bách Xuyên cầm lấy Giao Long Châu, trong lòng mừng rỡ. Hắn có thể cảm nhận được lực hỏa diệm mạnh mẽ chứa đựng trong Giao Long Châu. Hắn thường luyện đan, vẫn luôn muốn tìm một loại dị hỏa luyện hóa để tăng cường năng lực luyện đan của mình, đáng tiếc vẫn chưa gặp được dị hỏa. Bây giờ trong tay cầm Giao Long Châu, Dương Bách Xuyên lại biết lực hỏa diệm mạnh mẽ chứa trong Giao Long Châu thuộc tính hỏa này sẽ không kém hơn dị hỏa. Nếu như luyện hóa Giao Long Châu này, thăng cấp lực hỏa diệm của bản thân hắn, sau này chắc chắn sẽ có thể luyện chế ra đan dược phẩm cấp cao mạnh mẽ hơn. Từ chuyện độc nhãn Giao Long cầm Giao Long Châu này có thể vây khốn lão yêu quái sắp đạt đến thiên yêu như Tử Hoàng đã đủ chứng minh uy lực của Giao Long Châu. Áo! Đúng lúc này, Ngé Con giống lên. Dương Bách Xuyên quay đầu thấy Ngé Con hóa thành một lưu quang bay vụt tới. Chớp mắt đã đến bên cạnh Dương Bách Xuyên, thân mật vây quanh Dương Bách Xuyên như một con chó cỏ. Mặc kệ nói thế nào, lần này Ngé Con hoàn thành tiến hóa huyết mạch là chuyện tốt lớn. Nó vừa ở trong không gian bình càn khôn ra đã khiến trống kỳ lân rạn nứt, sau đó hiện ra bộ mặt thật, hai mắt thành ánh sáng đánh vang, khiến yêu tộc của cả dãy núi Vạn Yêu đều nằm bò xuống, càng ảnh hưởng đến độc nhãn Giao Long và Huyết Sư Vương. Cuối cùng, lá tử vân ngũ lôi của Dương Bách Xuyên xuất kích, một đòn xử lý độc nhãn Giao Long và Huyết Sư Vương. Nếu như không có sự ảnh hưởng của Ngé Con, Dương Bách Xuyên tin rằng hắn đi công kích chắc chắn hai đại yêu tôn độc nhãn Giao Long và Huyết Sư Vương sẽ có phòng bị, hoặc sẽ không bị đánh bại dễ dàng như vậy. Nói tóm lại, coi như Ngé Con lập công rồi. Dương Bách Xuyên cười nói, lần này coi như ngươi lập công, ban thưởng cho ngươi. Hắn ném hai quả linh đào cho Ngé Con. Đa đa tạ chủ nhân. Ngay sau đó Ngé Con nuốt cả hai quả linh đào, miệng lại nói ra tiếng người cảm ơn chủ nhân. Điều này khiến Dương Bách Xuyên sửng sốt, hỏi, Ngé Con, ngươi có thể nói chuyện rồi à? May nhờ có giọt giọt nước của chủ nhân, ta đã hoàn thành lột xác huyết mạch nên có thể nói chuyện rồi. Ngé Con nói ra từng câu vẫn hơi mất sức giống như trẻ con vừa mới học nói. Không tệ, không tệ, không đúng, trống kỳ lân ở đâu rồi? Đang nói chuyện, ánh mắt Dương Bách Xuyên chợt thấy sau khi trống kỳ lân biến nhỏ, rồi biến mất. Chủ nhân! Trống kỳ lân là vật tổ tiên kỳ lân ta luyện chế, đã bị ta thu về, ở đây lúc nói chuyện, Ngé Con vươn cổ ra, hắn phát hiện dưới cổ nó giống như đang đeo chuông. Dương Bách Xuyên thư thái, lần trước Tử Hoàng có nói trống kỳ lân là vật của tộc kỳ lân, bây giờ bị Ngé Con lấy đi cũng không kỳ quái. Nhưng mà hắn rất tò mò, có phải trống kỳ lân thật sự có thể hiệu lệnh vạn yêu không? Thế là hắn không nhịn được hỏi, Ngé Con. Có phải trống kỳ lân của ngươi vừa gõ vang đã có thể hiệu lệnh vạn yêu yêu tộc thật không? Nghe Dương Bách Xuyên hỏi, Ngé Con nghiêng đầu nghĩ, sau đó nhìn Tử Hoàng và Chuột Vương nói,
nếu là uy lực của tổ tiên ta, thì chắc chắn có thể hiệu lệnh vạn yêu yêu tộc, đương nhiên có một số tồn tại ngang hàng với Kỳ Lân thì không thể. Hiện giờ ta chỉ có thể hiệu lệnh hoặc nói là ảnh hưởng tới yêu tộc tất cả cấp bậc của Chuột Vương, còn cấp bậc như Tử Hoàng, nếu như nàng ta muốn phản kháng, thì ta vẫn chưa hiệu lệnh được. Sau khi nghe con đến, Tử Hoàng và Chuột Vương vốn hơi phát run, có sự sợ hãi bẩm sinh đối với nghe con khi cảm nhận được uy áp từ cấp bậc huyết mạch. Bây giờ nghe nghe con nói không khống chế được nàng ta lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó nghe con lại bổ sung, có điều nếu nàng ta thật sự chọc giận ta, ta cũng có cách thúc giục chống Kỳ Lân, xử lý nàng ta. Câu này khiến trong lòng Tử Hoàng ớn lạnh, cơ thể phát run. Thấy vậy Dương Bách Xuyên rất vui, sau đó hắn bảo nghe con thu khí tức uy lực của thần thú Kỳ Lân lại, tránh hù dọa tiểu yêu khác. Tử Hoàng và Chuột Vương đều thở phào nhẹ nhõm, tộc Kỳ Lân quả thật là vạn yêu chi chủ, nhưng bây giờ thấy Kỳ Lân luôn miệng gọi Dương Bách Xuyên là chủ nhân, Tử Hoàng và Chuột Vương đã hiểu vạn yêu chi chủ chân chính là chủ nhân Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên biết vạn yêu chi chủ tạm thời hơi khoa trương với nghe con, mặc dù là thần thú Kỳ Lân, nhưng thần thú cũng cần tu luyện trưởng thành, đâu có chuyện ngồi mát ăn bát vàng. Hiện giờ nghe con có thể ảnh hưởng yêu thú tôn vương cấp cao đã là tồn tại vô cùng châu bò, còn việc dùng chống Kỳ Lân đánh nhau với Tử Hoàng, hắn tin điều này, nhưng cũng là niềm vui bất ngờ. Dù sao nghe con có châu bò tới đâu, Dương Bách Xuyên hắn vẫn là chủ nhân của nghe con. Nghĩ đến điều này, Dương Mỗ không khỏi muốn chảy nước miếng. Chiếp! Lúc này trên bầu trời, Khổng Tước Vương kêu vang bay đến, bản thể Khổng Tước to lớn chộp lấy rắn hai đầu. Bịch! Khổng Tước Vương đuổi theo rắn hai đầu, bây giờ thấy Khổng Tước trở về, rắn hai đầu lại bị ném lên quảng trường chiến cổ, Dương Bách Xuyên quét linh thức thì phát hiện rắn hai đầu đã bị Khổng Tước đánh chết. Coi như ngoài ý muốn. Khổng Tước đáp xuống, biến thành nữ tử tuổi xuân, bước đến bên cạnh Dương Bách Xuyên. Nhìn khuôn mặt nàng ta hơi trắng bệch, dù sao Dương Mỗ vẫn cho rằng nàng ta là nữ nhân của mình nên hơi đau lòng, vội vàng nói Tước Nhi, nàng sao rồi? Có bị thương không? Khổng Tước cảm nhận được sự quan tâm của Dương Bách Xuyên, trong lòng ấm áp, lắc đầu cười nói, ta không sao, chỉ là tiêu hao pháp lực quá độ. Trong lúc nói chuyện với Khổng Tước, hắn mới biết nàng ta đuổi theo chém giết rắn hai đầu, tu vi của Khổng Tước cao hơn rắn hai đầu, hai người đều có pháp bảo, chém giết không dễ dàng. Nhưng vào lúc phút chót, rắn hai đầu và nàng ta đều bị năng lượng của chiến cổ làm ảnh hưởng, Khổng Tước từng dùng nước sinh mệnh nên vẫn hơn rắn hai đầu. Nàng ta giết chết rắn hai đầu và đưa thi thể về. Đến đây, ba đại yêu tôn đều bị tiêu diệt, tiểu yêu dưới trướng bọn họ cũng tử thương hơn nửa, nửa còn lại đã thần phục, các đại tiểu yêu vương đứng xem cũng lần lượt thần phục. Không thần phục cũng không được, có nghe con là yêu tộc chính thống ở đây, vạn yêu chi chủ như nghe con cũng phải gọi Dương Bách Xuyên là chủ nhân, huống hồ đám tiểu yêu bọn họ. Đến đây, kế hoạch vạn yêu của dãy núi vạn yêu thần phục đã kết thúc viên mãn. Ba ngày sau khi toàn bộ dãy núi Vạn Yêu bị lật đổ, Dương Bách Xuyên trở thành đại thánh chủ của dãy núi Vạn Yêu. Dương Bách Xuyên cũng không sửa đổi cơ cấu các thế lực ở Vạn Yêu, vẫn sắc phong tứ đại yên tôn, 72 đại yêu vương và 108 tiểu yêu vương. Điểm khác nhau là, thế lực Khổng Tước Vương không thay đổi, ba đại yêu tôn còn lại do Tử Hoàng, Chuột Vương và Thanh Nhiêu thống lĩnh, thay thế vị trí của Độc Nhãn Giao Long, Huyết Sư Vương và Song Đầu Xà. Tất cả những đại yêu vương, tiểu yêu vương chết do khiêu chiến chống trận cũng đã được thay mới hoàn toàn. Dương Bách Xuyên để Khổng Tước Vương, Tử Hoàng, Chuột Vương và Thanh Nhiêu thống lĩnh, trở thành tứ đại thống soái là bởi vì hắn có thể tin tưởng được. Trong tứ đại yêu tôn, ba người đầu thì không cần phải nói, thế lực dư giả, chỉ có Thanh Nhiêu, tu vi hiện tại mới chỉ là tôn vương, nhìn qua thì thế lực cũng yếu hơn. Nhưng Dương Bách Xuyên đã cho Thanh Nhiêu một món pháp bảo để bù đắp những thiếu sót. Đây là pháp bảo mà hắn tìm được từ trong cơ thể của Huyết Sư Vương. Lúc trở về từ núi chống trận, Dương Bách Xuyên tìm được một món pháp bảo từ thi thể đã bị thiêu đốt của Huyết Sư Vương, là máu của yêu tộc, khác với máu giao long, máu Huyết Sư Vương là một viên trân châu màu đỏ, nhưng sau khi luyện hóa nuốt vào trong cơ thể sẽ biến thành một biển máu. Dương Bách Xuyên đưa cho Thanh Nhiêu, một là để bù đắp tu vi cho danh xưng tứ đại yêu tôn đời mới, hai là để xoa dịu, thỏa mãn sự tiếc nuối rằng tộc Thanh Nhiêu đã từng là một thế lực đứng đầu thành Vạn Yêu.
cũng xem như Thanh Ngưu đã lấy lại được cơ nghiệp của tổ tiên. Một lý do khác khiến Dương Bách Xuyên làm như vậy là bởi vì hắn muốn lấy được bảo khố của tộc Thanh Ngưu. Điều hắn muốn là sau khi ra khỏi Thái Hoang có thể thành lập một thế lực cường đại vượt qua các thánh địa của tu chân giới, tiền tài là thứ không thể thiếu. Thế nên Thanh Ngưu từ một tôn vương trung cấp đã trở thành một trong tứ đại yêu tôn của dãy núi Vạn Yêu. Tất nhiên, cùng ngày hôm đó, Dương Bách Xuyên cũng chính thức tuyên bố thành lập Vân Môn Tiên Cảnh. Sở dĩ, gọi là tiên cảnh mà không phải thánh địa là có hai lý do, hoặc nói đúng hơn là một ý định của Dương Bách Xuyên. Bị ép tiến vào dãy núi Vạn Yêu với muôn vàn khó khăn, lúc đầu hắn đã từng nghĩ phải thành lập một thế lực cường đại để chống lại thánh địa của tu chân giới. Cộng thêm việc những đồ đệ của lão đầu, ai nấy đều rất mạnh, đại sư huynh lại là người đứng đầu thánh địa một phương, là một tiểu sư đệ, trong lòng hắn đã nghĩ phải lập ra thế lực mạnh hơn thánh địa, hắn phải mạnh hơn ba đệ tử kia của lão đầu, làm sư đệ không thể thua kém. Gọi Vân Môn thánh địa cũng không có gì mới mẻ, nói trắng ra là một tông phái, thế nên muốn khác với thánh địa, hắn lấy tên Vân Môn tiên cảnh để không giống với thánh địa, thậm chí là vượt qua. Tiên cảnh có một chữ tiên, phía trên tu chân giới chính là tiên giới. Điều mà Dương Bách Xuyên muốn là ở tu chân giới có một thế lực mang chữ tiên xuất hiện, chỉ riêng cái tên đã vượt qua thánh địa, vượt lên bất cứ tông môn nào. Còn một ý nghĩa khác về tiên cảnh, có thể bao hàm toàn bộ, căn cơ ban đầu của Dương Bách Xuyên là do yêu tộc chèo chống, sau này Vân Môn tiên cảnh sẽ tiếp nhận tất cả, cho dù là người hay yêu thì Vân Môn đều sẽ thu nhận. Sẽ không giống thánh địa chỉ có nhân tộc. Sau này phát triển, cho tới khi Vạn Yêu ở tu chân giới thần phục, Vân Môn tiên cảnh của hắn sẽ vượt lên cửu đại thánh địa của tu chân giới. Đây chính là dã tâm của Dương Bách Xuyên. Vân Môn tiên cảnh chính thức được thành lập. Bây giờ nghe con đã ra ngoài, tất cả thế lực yêu tộc ở dãy núi Vạn Yêu đều thần phục. Đối với yêu tộc mà nói, thần thú Kỳ Lân xuất thế chính là dấu hiệu cho yêu tộc quật khởi. Huống chi ngoài Khổng Tước Vương, ba đại yêu tôn còn lại đã bị tiêu diệt. Khiếp sợ như vậy, những yêu tộc khác không dám không phục tùng. Thật ra ở núi chống chiến, sau khi nghe con chạy một vòng, toàn bộ dãy núi Vạn Yêu đã thần phục, bọn họ nhất trí tôn Dương Bách Xuyên là thánh chủ. Tất cả các đại yêu, dù là công khai hay bí mật thì đều tới yêu y quán để tỏ lòng tôn kính với vị đại thánh chủ này. Đại yêu từ cấp tôn vương trở lên đã đạt tới con số 300. Tương đương với yêu tu đạt độ kiếp đại viên mãn cũng có đến 3000, đó là chưa tính tới yêu tu có cấp bậc thấp hơn độ kiếp đại viên mãn. Yêu tu đạt tới tu vi độ kiếp của dãy núi Vạn Yêu có tổng cộng 5 vạn. Chưa tính tới tiểu yêu, dựa theo tình báo thống kê của chuột vương, toàn bộ dãy núi Vạn Yêu có không dưới 100 vạn yêu chúng. Nhưng muốn được Vân Môn tiên cảnh thu nhận thì ít nhất tu vi phải tương đương với độ kiếp kỳ. Tức là, yêu tộc mà hiện tại Dương Bách Xuyên có thể thu nhận là hơn 5 vạn. Yêu tu còn lại đều là quân dự bị, sau này tu vi đạt tới độ kiếp thì sẽ có thể tiến vào Vân Môn tiên cảnh. Sau khi dãy núi Vạn Yêu hoàn toàn thống nhất, Dương Bách Xuyên chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo, muốn rời khỏi đây thì việc đầu tiên phải làm là giết chết đám người thánh địa đã bức ép hắn. Xả giận cho đã, sau đó trực tiếp ra khỏi Thái Hoang, đi về tu chân giới. Bởi vì Thái Hoang không có độ kiếp, hắn cần phải độ thiên kiếp, nếu không vượt qua được thiên kiếp thì tu vi sẽ không tăng lên được. Pháp tắc của Thái Hoang không được đầy đủ, đây không phải là một căn cứ tốt, sau khi ra ngoài hắn phải tìm một địa bàn để xây dựng Vân Môn tiên cảnh. Nhưng mà trước khi rời khỏi dãy núi Vạn Yêu, hắn phải luyện hóa Giao Long Châu của Độc Nhãn Giao Long mới được. Dù sao thì sau khi luyện hóa, uy lực chân hỏa của hắn sẽ tăng lên, hóa thành một loại sức mạnh, thuận tiện chế một ít dược cho tiểu đệ, thực lực của đại yêu cấp tôn vương cũng sẽ tăng lên. Trong số những người của thánh địa trông coi dãy núi Vạn Yêu đang chờ hắn ra ngoài, Dương Bách Xuyên chẳng sợ kẻ nào ngoài địa tiên tam chuyển, đám lão già đó mặc dù bị pháp tắc áp chế tu vi ở độ kiếp đỉnh phong, nhưng thủ đoạn lại rất nhiều, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Hiện tại, hắn cũng không phải tay gà mơ như lúc đầu, làm gì cũng phải suy nghĩ rồi mới tiến hành, hắn không muốn Vân Môn tiên cảnh vất vả lắm mới thành lập được lại bị bọn họ hủy diệt. Ngày thứ 10 sau trận chiến, Thanh Ngưu mang tới tin tốt, nói đám tử hoàng đã mở ra bảo khố của tộc Long Chủng Thanh Ngưu, mời Dương Bách Xuyên qua đó. Vị trí của bảo khố nằm dưới lòng đất của thành Vạn Yêu, được bảo vệ bởi tứ đại thế lực,
Sau khi Dương Bách Xuyên thống nhất dãy núi Vạn Yêu, vị trí của bảo khố đã được báo lên, nhưng phát hiện có trận pháp thủ hộ do tổ tiên đời trước của tộc Thanh Ngưu bày bố. Tộc nhân của Thanh Ngưu bị độc nhãn giao long và huyết sư vương giam giữ đã được tự do, Thanh Ngưu rất cảm kích vị chủ nhân này, chủ động liên hợp tộc nhân của mình với đám tử hoàng, cùng nhau phá giải trận pháp, mất hơn 10 ngày trời, cuối cùng cũng mở giải được đại trận do tổ tiên bày bố. Hôm nay là vòng cuối cùng nên muốn mời chủ nhân Dương Bách Xuyên qua, thật ra là để thu lấy thiên tài địa bảo bên trong. Nói tới thiên tài địa bảo, lúc này Dương Bách Xuyên đã không còn tha thiết như lúc đầu, bởi vì sau khi giết chết độc nhãn giao long, huyết sư vương, song đầu xà, tịch thu tài sản. Chỉ riêng số thiên tài địa bảo mà Dương Bách Xuyên lấy được từ hang ổ của ba bọn họ cũng đã chất cao như núi. Cộng thêm số tài sản các yêu vương cống lên, thiên tài địa bảo bên trong không gian càn khôn của hắn đã tích thành núi rồi. Nhưng mà Thanh Ngưu dâng vật quý, hắn cũng không chê nhiều, bởi vì sau khi thành lập Vân Môn Tiên Cảnh, thủ hạ của hắn cũng hơn 5 vạn. Hắn thành lập ra Vân Môn Tiên Cảnh, không thể không cấp tài nguyên tu luyện cho các tiểu đệ, nếu không thì cũng chẳng gọi là thế lực tiên cảnh một phương. Sau này nhất định phải có quy chế thưởng phạt, tài nguyên tu luyện là không thể thiếu, đối với yêu tộc mà nói. Không gì quý hơn đan dược, rất nhiều thiên tài địa bảo đều sẽ luyện chế thành đan. Thế nên hắn sẽ không bỏ qua bảo khố Thanh Ngưu, chẳng qua trong lòng cũng không còn vội vàng như lúc đầu. Theo chân Thanh Ngưu đi vào sâu hàng nghìn mét trong lòng đất, đến trước cửa bảo khố của tộc Thanh Ngưu. Nhìn những ký hiệu yêu tộc phức tạp, huyền ảo trên bề mặt, cảm nhận được năng được kết giới cường đại tản ra từ trên hai cánh cửa đồng thau cao 9 thước, Dương Bách Xuyên hỏi Thanh Ngưu có mở được không? Chủ nhân yên tâm, vòng cuối cùng cần máu của Thanh Ngưu, không thể dùng sức mạnh, nếu không thì loại trận pháp này sẽ hủy diệt tất cả thiên tài địa bảo ở bên trong. Thanh Ngưu nói xong thì bước lên phía trước, 9 giọt máu bay ra từ mi tâm, rơi xuống 9 phủ văn đối ứng trên cánh cửa. Ngay sau đó, Thanh Ngưu đánh ra một đạo pháp quyết, cánh cửa bằng đồng sáng bừng lên. Ầm ầm ầm, cánh cửa dần mở ra, bên trong đủ các loại màu sắc, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng chỉ trong nháy mắt, linh lực dao động ùn ùn kéo tới. Dương Bách Xuyên giật mình, hắn biết bên trong có thiên tài địa bảo vô cùng cường đại. Đây chính là tộc Long Trùng Thanh Ngưu, nơi cất giữ biết bao thiên tài địa bảo được tích lũy qua bao nhiêu thế hệ. Chủ nhân, xin mời. Sau khi mở xong, Thanh Ngưu nói với vẻ tự đắc. Dương Bách Xuyên mang theo kích động bước vào trong, Thanh Ngưu không vào mà canh giữ bên ngoài cửa. Những yêu khác thì lại càng không cần phải nói. Sử dĩ, Thanh Ngưu không vào là bởi vì lão sợ, nhìn thấy sẽ đau lòng. Mắt không thấy thì tim sẽ không đau, nhưng lão cũng không hối hận, bởi vì lão biết nếu như không có người chủ nhân này, lão sẽ không thể trở thành đại yêu tôn mới, tộc nhân của mình cũng sẽ không được cứu, bảo khố cũng không mở được. Sau khi Dương Bách Xuyên bước vào bảo khố tộc Thanh Ngưu, vừa vào công pháp bên trong cơ thể đã tự vận chuyển. Lỗ chân lông toàn thân đều giãn ra, linh khí cường đại của đất trời chui vào trong cơ thể. Khoảnh khắc khi hắn mở mắt, Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi. Trước mắt hắn, một đống linh dược đang lơ lửng, ít nhất cũng phải vạn năm tuổi, có 30 gốc linh dược 10 vạn năm, đủ loại đủ kiểu, mỗi loại đều được bao quanh bởi linh lực và ánh sáng lấp lánh, sương mù linh khí. Kỳ thạch chất như núi, không dưới 10 vạn linh thạch cực phẩm, còn có cả thạch không linh cực kỳ hiếm thấy. Thạch không linh dùng để chuyển chế cất giữ pháp bảo, trong này có một khối thạch đường chính 3 mét, cao 10 mét, giống như một ngọn núi nhỏ. Phải biết rằng chỉ cần một khối thạch không linh bằng ngón tay đã có thể luyện chế ra không gian cất giữ pháp khí rộng 100 mét vuông. Cả một núi thạch không linh to như vậy, Dương Bách Xuyên khó mà tin được sẽ luyện chế được bao nhiêu. Chưa kể toàn bộ kho báu có diện tích khoảng 500 mét vuông, chứa đủ các loại bảo vật. Chỉ riêng thạch không linh này đã có giá trị cả bằng gia tài. Lúc này, bình càn khôn trên cánh tay trái của Dương Bách Xuyên bỗng nhiên nóng lên, trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ run, hắn biết chỉ khi cảm ứng được bảo vật quan trọng, bình càn khôn của hắn mới nóng. Dựa vào khẩu vị kén chọn của bình càn khôn, hiện tại có rất ít bảo vật khiến nó hứng thú. Bình càn khôn không ngừng thăng cấp, thế nên chất lượng của thiên tài địa bảo được hấp thụ cũng ngày càng cao. Dương Bách Xuyên cảm nhận được sức nóng của bình càn khôn liền biết bên trong bảo khố của Thanh Ngưu nhất định có bảo vật khiến nó thích thú. Giơ cánh tay lên cảm ứng,
Đi tới một góc, Dương Bách Xuyên phát hiện hơi nóng tỏa ra từ bình càn khôn ngày càng mạnh. Nhìn qua góc xó xỉnh, không có thứ gì, thay vào đó là lớp bụi rất dày. Thấy vậy, Dương Bách Xuyên buồn bực. Rõ ràng trong này không có gì, nhưng bình càn khôn lại càng ngày càng nóng. Dương Bách Xuyên biết bình càn khôn sẽ không cảm ứng sai. Hắn thử dùng càn khôn nhãn xem thử, lần này Dương Bách Xuyên đã nhìn thấy một thứ. Dưới lớp bụi dày cộm trong góc xó, Dương Bách Xuyên thấy một cái hồ lô màu trắng to chừng lòng bàn tay. Dương Bách Xuyên vươn tay cầm lấy bình hồ lô. Toàn thân màu trắng sữa, chạm vào lạnh ngắt, ngoài ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Dương Bách Xuyên nghĩ, nhất định bên trong hồ lô này có một không gian khác. Qua quan sát, Dương Bách Xuyên thấy bình hồ lô này là một thể liền nhau rất kín kẽ, không hề có khe hở để mở nắp. Nhưng bình càn khôn vẫn đang nóng hầm hập. Dương Bách Xuyên rót chân khí lên hồ lô, thử xem có mở được nắp hay không. Kết quả phát hiện, vèo một cái, chân khí đã bị hồ lô hấp thu hoàn bộ, nhưng vẫn không có chút thay đổi nào. À quái lạ! Dương Bách Xuyên không khỏi ngạc nhiên, nhìn hồ lô vẫn nguyên vẹn, dùng chân khí thì bị cắn nuốt, nhưng lại không có bất cứ thay đổi gì. Sức nóng của bình càn khôn vẫn như cũ. Đây rốt cuộc là thứ quái quỷ gì? Ta không tin là... Dương Bách Xuyên giở tính ngang ngược, hắn cậy nắp bình hồ lô. Sau vài phút cũng không có tác dụng, thậm chí hắn còn dùng tới máu cũng không cách nào khiến hồ lô mở nắp. Dựa theo cảm ứng nóng hầm hập của bình càn khôn, chứng minh cái bình hồ lô màu sữa này chắc chắn là một bảo bối, bên trong phải có một không gian khác, nhưng mà hắn không mở được. Dùng hết đủ các cách nhưng vẫn không có dấu hiệu gì. Hết cách, Dương Bách Xuyên chỉ có thể nhờ lão đầu ra trận. Từ lần trước, sau khi lão đầu nói đừng quấy rầy tới ông, cũng đã rất nhiều năm rồi Dương Bách Xuyên không làm phiền tới sư phụ của mình. Lúc này, rõ ràng lấy được một hồ lô là bảo vật, nhưng lại không biết cách sử dụng, Dương Bách Xuyên thật sự rất tò mò. Không nghiên cứu ra được nguyên lý thì hắn sẽ không chịu bỏ qua. Lão đầu, người ra đây một chút. Dương Bách Xuyên lên tiếng gọi. Hồi lâu sau không có ai trả lời. Lão đầu chết tiệt, người mau ra đây. Dương Bách Xuyên lại hò hét. Tiểu tử vô sỉ, lại gây ra chuyện gì rồi? Quấy rầy vi sư tu giữ ngôi. Vân Thiên Tà mắng, nhưng cuối cùng lại rất ngạc nhiên. Dương Bách Xuyên không để ý tới lời chửi mắng của sư phụ Vân Thiên Tà, nghe lão đầu lên tiếng. Hắn biết ông đã nhìn thấy bình hồ lô. Hắn vội vàng hỏi, lão đầu, lần này con không gây chuyện, đây là hồ lô mà bình càn khôn cảm ứng được, nhưng con đã thử mọi cách vẫn không mở được, chắc chắn là bảo vật, người biết vật này đúng không? Đâu chỉ là biết, đây cũng xem như là vật của một người quen cũ, không ngờ lại xuất hiện ở nơi này, chớp mắt mà đã qua mấy vạn năm rồi, có lẽ người đó đã sớm không còn trên cõi đời này nữa. Vân Thiên Tà thấy vật nhớ người, ông hơi xúc động. Dương Bách Xuyên biết lão đầu còn có lời muốn nói, hắn cũng hiểu được ý của lão đầu, sư phụ rõ ràng là biết chiếc hồ lô này, hắn cũng không ngắt lời mà chờ ông nói tiếp. Lão đầu thở dài một tiếng rồi nói, vật này có tên là hồ lô tụ tiên, nghe tên biết công dụng, có thể hội tụ tiên khí hàng vạn năm trước, khi vi sư ở tiên giới, vị kia cũng là tán tiên giống vi sư, ông ấy đã dùng một khối kỳ thạch luyện chế ra hồ lô. Đó là một đại sư luyện khí, ở tiên giới, danh tiếng luyện khí của ông ấy cũng rất siêu phàm. Vốn là một vật chứa đựng tiên khí, sau khi hấp thụ tiên khí bình thường có thể chuyển hóa thành tiên khí tinh khiết, đây được xem là một món tiên khí không tệ, có được hồ lô tụ tiên giống như thêm một vật chứa đựng pháp lực, thế nên vật này cũng rất nổi tiếng ở tiên giới. Không ngờ lại có ở nơi này, xem ra vị cố nhân kia của vi sư đã không còn. Nếu không thì hồ lô tụ tiên cũng sẽ không xuất hiện ở hạ giới, lại càng không chôn vùi trong lớp tro bụi. Dương Bách Xuyên nghe sư phụ cảm thán, hắn không nhịn được ngắt lời, lão đầu, người nói xem, bây giờ hồ lô tụ tiên này xuất hiện ở tu chân giới, liệu còn dùng được không? Đây chính là tiên khí nổi danh ở tiên giới, đương nhiên có thể dùng, mặc dù hồ lô tụ tiên ở hạ giới, nhưng vẫn hấp thụ được linh khí của đất trời. Chuyển hóa linh khí thành tiên khí chỉ là tiên khí này sẽ không bằng được với tiên khí ở tiên giới, chất lượng sẽ kém hơn nhiều, cũng ít đi, nhưng tóm lại là chuyển hóa thành được tiên khí, với con mà nói thì đồng nghĩa với việc có thêm cho mình một bảo khố cất giấu năng lượng.
Tiên khí cao hơn bất cứ năng lượng nào ở tu chân giới, một tia tiên khí cũng có thể tương đương với năng lượng chuyển hóa hấp thụ từ một vạn khối linh thạch thượng phẩm, có hồ lô tụ tiên ở đây, sau này không chừng còn có thể luyện chế ra tiên đan cũng nên, cho dù không ra được tiên đan, về sau luyện chế chỉ cần cho vào một tia tiên khí thì sẽ luyện ra được đan dược tốt nhất ở tu chân giới. Hơn nữa, tiên khí không đơn giản chỉ dùng cho việc luyện đan, bất cứ việc gì đều có thể dùng, chứ tiên là thứ mà hàng triệu tu sĩ, sinh linh theo đuổi, nhưng cuối cùng có phi thăng thành tiên được hay không lại chẳng có mấy người. Với con mà nói, có trong tay hồ lô tụ tiên này, tu luyện ít nhưng thành quả lại nhiều, chiếm ưu thế vượt trội so với những tu sĩ thông thường ở tu chân giới. Nghe lão đầu nói xong, hai mắt Dương Bách Xuyên sáng lên, vậy thì lần này hắn quả thật đã lấy được một món bảo bối quý giá, vật này có lẽ là bảo vật khủng nhất trong toàn bộ kho báu Thanh Ngưu. Không ngờ vật ở tiên giới lại bị tổ tiên Thanh Ngưu cất giấu, bây giờ hắn bước vào bảo khố Thanh Ngưu cũng xem như trời cao thiên vị, vận khí quả thật không tệ. Đương nhiên công lao chủ yếu là nhờ có bình càn khôn, nếu không có nó cảm ứng được dưới lớp bụi dày cộm có một hồ lô tụ tiên thì hắn cũng sẽ không phát hiện được. Lão đầu, thứ đồ chơi này dùng thế nào? Con thấy nó là một thể liền nhau, căn bản không có nắp để mở. Dương Bách Xuyên hỏi. Vi sư đã nói rồi, hồ lô tụ tiên được luyện từ kỳ thạch của tiên giới, nó vốn là kỳ thạch đương nhiên sẽ có chỗ đặc biệt, kỳ thạch vốn đã hoàn chỉnh. Luyện chế thành hồ lô đương nhiên cũng sẽ liền thành một thể, làm sao có khe hở được. Vị cố nhân kia của vi sư là một trong những tán tiên đại sư luyện khí, ông ấy có phương pháp luyện khí rất phi phàm, may mà chúng ta là bạn tốt, năm đó ông ấy đã nói bí mật về hồ lô tán tiên cho vi sư nghe, phải có mật chú sử dụng, không có mật chú thì bất kể ai lấy được cũng không thể sử dụng. Vân Thiên Tà U buồn nói. Vì sao? Dương Bách Xuyên hỏi. Dương Bách Xuyên nghe thấy Vân Thiên Tà cười nói, bởi vì hồ lô tụ tiên có chất liệu đặc thù, không giống như những pháp khí tiên khí khác, muốn luyện hóa cũng không luyện hóa được, cách sử dụng là dùng mật chú, ha ha ha. Vân Thiên Tà nói giống như là nhớ tới câu chuyện vui vẻ nào đó, ông cười lớn tiếng. Lão đầu chết tiệt, đừng có thừa nước đục thả câu, người mau nói cho con cách sử dụng đi. Dương Bách Xuyên ngứa ngáy, hỏi bằng được. Vân Thiên Tà đáp. Muốn dùng hồ lô cần phải thành tâm, sau đó niệm chú, hồ lô, tiên khí hiện ra, tiên khí được cất chứa ở bên trong sẽ lập tức xuất hiện. Dương Bách Xuyên nghe xong trợn mắt há hốc mồm, đúng là buồn cười thật. Hóa ra còn có câu mật chú cổ quái như vậy. Được rồi, coi như cũng biết được cách sử dụng. Nhưng cách dùng thì biết rồi, câu hỏi khác cũng bật ra, Dương Bách Xuyên lập tức nói, lão đầu. Nếu như được xưng là hồ lô tiên khí có thể chuyển hóa chứa đựng tiên khí, vậy sử dụng xong, tiên khí bên trong hết rồi thì làm sao để hội tụ, hấp thụ năng lượng của đất trời để lại chuyển hóa thành tiên khí tiếp? Vân Thiên Tà đáp, cái này lại rất đơn giản, sau khi sử dụng xong tiên khí bên trong hồ lô, con chỉ cần tìm một nơi có linh khí nồng đậm, hoặc là lập một tụ linh trận, sau đó thả hồ lô vào trong, rồi cũng bái lại niệm chú, hồ lô. Tụ khí chuyển tiên, tới lúc đó hồ lô tụ tiên sẽ hấp thụ linh khí của đất trời rồi chuyển hóa thành tiên khí. Ặc tương đương, tiền bối luyện chế ra cái hồ lô tụ tiên này đúng là biết đùa. Dương Bách Xuyên ngạc nhiên bởi câu mật chú. Tiên khí không cần luyện hóa, cũng không cần dùng pháp lực, muốn sử dụng chỉ cần niệm mật chú, đúng là thế giới vô biên, thứ gì cũng có. Nhưng mà vật liệu làm nên hồ lô tiên khí này khiến Dương Bách Xuyên tò mò. Hắn không nhịn được hỏi Vân Thiên Tà, lão đầu, chất liệu luyện chế ra hồ lô này rốt cuộc là thứ gì? Sao lại có vật liệu đặc biệt như vậy? Thật ra, cả vi sư và vị cố nhân kia cũng không biết là vật liệu gì, thế nên mới tự gọi là kỳ thạch. Sau này nếu con có thể gặp được chất liệu tương tự hồ lô này thì nghĩ hết biện pháp mà đoạt lấy, thứ như vậy chắc chắn là nguyên liệu vạn năng trong giới luyện khí. Vân Thiên Tà nói. Dương Bách Xuyên gật đầu, nghiêm túc ghi nhớ ở trong lòng. Nghĩ tới việc sau này có pháp khí được luyện chế từ vật liệu đặc biệt này, không cần pháp lực cũng có thể dùng, quả đúng là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, quan trọng là rất thú vị. Lúc sử dụng thì tế bái, sau đó niệm chú, đúng là bảo bối, nghĩ tới cảnh tượng đó đã thấy đáng yêu rồi. Hai sư đồ nói xong, Dương Bách Xuyên không nhịn được dùng thử hồ lô tụ tiên, hắn muốn biết bên trong cất chứa bao nhiêu tiên khí. Nếu đầy một hồ lô thì hắn lại phát tài rồi. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên đặt hồ lô tụ tiên xuống, mang theo chút cổ quái,
hắn quỳ xuống bái lạy sau đó lên tiếng nói, hồ lô, tiên khí hiện ra. Dứt lời, hồ lô tụ liên lóe ra ánh sáng trắng. Lúc này, Dương Bách Xuyên nhìn thấy bên trong hồ lô có ba vệt dài lớn chừng chiếc đũa, giống như luồng khí màu trắng sữa trong suốt. Một trong số đó lóe lên rồi bay ra khỏi hồ lô tụ tiên. Bây giờ Dương Bách Xuyên mới biết, hóa ra bên trong hồ lô này có ba luồng tiên khí. Sau khi một tia tiên khí dài một tấc bay ra, lơ lửng trước mặt Dương Bách Xuyên ngưng tụ không tiêu tan, hắn cảm nhận được năng lượng khổng lồ không gì có thể so sánh được. Vốn có chút thất vọng vì tiên khí trong hồ lô quá ít, nhưng sau khi cảm nhận được năng lượng tản ra, hắn biết vậy đã là không tệ rồi. Chỉ một tia tiên khí dài một tấc cũng làm hắn phải nghi ngờ, liệu mình có thể tiêu hóa nổi hay không. Cảm thụ dao động tiên khí cường đại, Dương Bách Xuyên không nhịn được khẽ nuốt nước miếng. Trong cảm giác của hắn, tia tiên khí dài một tấc này giống hệt như mỹ vị, khiến hắn muốn nuốt chừng nó. Dương Bách Xuyên vừa hé miệng, tia tiên khí một tấc kia đã chui tọt vào miệng hắn. Thằng nhóc thúi, con, đừng có mà nổ chết đó, đây chính là tiên khí, không phải năng lượng bình thường đâu. Vân Thiên Tà mắng. Thế nhưng Dương Bách Xuyên đã nuốt vào bụng rồi, giờ nói gì cũng chậm. Uỳnh, tia tiên khí dài một tấc kia nổ tung trong cơ thể hắn. Sức mạnh cường đại của nó vượt ra ngoài khả năng tưởng tượng của Dương Bách Xuyên. Mạnh hơn, thuần khiết hơn bất cứ sức mạnh nào hắn từng hấp thu, tới mức hắn cảm giác cơ thể mình hơi căng trướng lên. Thằng nhóc thúi, mau vận chuyển công pháp nội ngoại càn khôn để hấp thu. Vân Thiên Tà nhắc nhở. Dương Bách Xuyên vội vàng vận chuyển càn khôn tôi thể quyết và càn khôn tạo hóa quyết, hấp thu nguồn tiên khí khổng lồ. Thân thể lưu ly cũng nương nhờ lực lượng tiên khí mà không ngừng chui rèn. Cũng may bản thân hắn sở hữu tử phủ to lớn, từ từ khống chế được cục diện. Một lát sau, chân khí hóa lỏng sản sinh ra từng giọt dịch chân khí, tốc độ cực nhanh vượt xa dự đoán của Dương Bách Xuyên. Tuy nhiên do lực lượng tiên khí quá khổng lồ, tốc độ chân khí hóa lỏng đã bị hắn đè nén lại rất chậm, cũng may là giờ xem như đã có phương hướng hấp thu rồi. Lúc này, lực lượng tiên khí vẫn cường đại như cũ. Trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ thúc giục mệnh tinh Thái Dương. Theo như cách hiểu của hắn, tiên khí là sức mạnh thuần dương, hẳn mệnh tinh Thái Dương có thể hấp thu nó. Lần trước mệnh tinh Thái M đã hấp thu sức mạnh trí âm một lần rồi, từ đó xảy ra biến đổi cực lớn. Lần này tiên khí trong cơ thể hắn thật sự quá khổng lồ, thuộc tính giống nhau sẽ không dẫn đến xung đột, hắn có thể dùng mệnh tinh Thái Dương hấp thu tiên khí thừa thãi trong người. Sau khi thúc giục mệnh tinh Thái Dương vận chuyển, tiên khí khổng lồ bị nó hấp thụ y như rắn nuốt voi. Đến tận lúc này, nhờ có càn khôn tôi thể quyết, tử phủ đè nén chân khí hóa lỏng và mệnh tinh Thái Dương hấp thu bớt, cuối cùng nguồn năng lượng khổng lồ do tia tiên khí một tấc chuyển hóa thành trong cơ thể Dương Bách Xuyên đã ổn định trở lại. Hắn bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Tu chân không kể năm tháng, sau khi Dương Bách Xuyên chìm sâu tu luyện thì quên mất thời gian, từng ngày từng năm cứ thế trôi qua. Mãi đến một ngày nào đó hắn tỉnh dậy, lại phát hiện trên người tích tụ một lớp cho bụi dày cộp, mái tóc bạc xóa tung trên mặt đất, dài vô cùng. Mở mắt ra, lại phát hiện đã là 30 năm sau. Thế nhưng hắn cảm giác mình chỉ vừa tu luyện sâu mà thôi. Có điều tu vi hắn lúc này xem như đã tiến vào một cấp bậc mới, chân chính bước lên một bậc thang. Dương Bách Xuyên tốn 30 năm mới hấp thu hết tia tiên khí dài một tấc kia. Chân khí hóa lỏng trong tử phủ đạt đến trạng thái đại viên mãn, tuy cảnh giới hiện tại vẫn là độ kiếp sơ kỳ như cũ nhưng Dương Bách Xuyên lại cảm nhận rõ nét, thực lực của hắn đã nhảy vọt. Ngay cả chính hắn cũng không biết giờ tu vi mình đã chạm tới cấp bậc gì rồi. Chân khí hóa lỏng viên mãn, tính ra tử phủ của hắn đã xảy ra 3 lần lột xác, dù sao thì cũng đạt yêu cầu của lão đầu rồi. Mà thân thể lưu ly, từ khi bắt đầu rèn luyện đến bây giờ đã tới giai đoạn chút thành tựu, mỗi khi vận công, toàn bộ cơ thể sẽ tỏa ra ánh sáng thần thánh tuyệt đẹp giống hệt như lưu ly. Tuy không rõ tình hình cụ thể nhưng Dương Bách Xuyên dựa vào cảm giác có thể nhận ra, cơ thể hắn lúc này không hề thua kém bất cứ đại yêu tôn vương đại viên mãn nào. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Sau khi mệnh tinh Thái Dương hấp thu tiên khí cũng xảy ra biến hóa, lúc hắn thúc giục, chuông Đông Hoàng vốn trong suốt đã đạt tới trạng thái thực thể hóa, là một sự biến đổi về chất rõ nét.
lực lượng của mệnh tinh tăng mạnh. Nói tóm lại, Dương Bách Xuyên biết tu vi lẫn thực lực của mình đều có bước tiến nhảy vọt. Hắn đứng dậy, dùng một thuật ngự phong thổi bay cho bụi trên người, vung tay cắt ngắn mái tóc dài trên mặt đất, sau đó nhặt lên hồ lô tụ tiên lên, không kìm được cảm khái, đúng là chí bảo, tiếc là tiên khí bên trong ít quá. Tổng cộng chỉ có 3 tia tiên khí, hiện tại hắn đã dùng hết 1 tia rồi, chỉ còn lại 2 tia, phải tiết kiệm thôi, thứ này đúng là bảo vật tu luyện vô thượng. Thằng nhóc thui, con thấy đủ đi, hồ lô tụ tiên bị vùi lấp trong cho bụi, làm gì hấp thu linh khí rồi chuyển hóa thành tiên khí được, bên trong có sẵn 3 tia là may lắm rồi đấy. Về sau tìm một chỗ tụ linh để hấp thu, nói không chừng tầm 1-2 năm nữa là có thể chuyển hóa ra 1 tia. Tuy nhiên vẫn phải xem mức độ nồng đậm của linh khí nữa, càng nhiều linh khí thì càng nhanh chuyển hóa ra tiên khí, giờ con tự biết đủ đi. Trao đổi với sư phụ xong, lão đầu cũng đề nghị Dương Bách Xuyên muốn rời Thái Hoang, hiện tại chân khí trong cơ thể hắn đã bị đè nén tới cực hạn, đã đến lúc ra ngoài độ kiếp. Dương Bách Xuyên cũng nghĩ như thế. Ngay sau đó, Dương Mỗ vét sạch bảo khố thiên địa của Thanh Ngưu rồi mới rời đi. Bên ngoài, Thanh Ngưu đuổi hết những người khác đi, một mình canh giữ ngoài cửa lớn, vừa tu luyện vừa hộ pháp cho Dương Bách Xuyên hơn 30 năm. Lúc Dương Bách Xuyên rời khỏi đây, Thanh Ngưu cũng tỉnh lại từ trạng thái tu luyện, thấy hắn thì vô cùng sửng sốt. Trong mắt Thanh Ngưu, trên người chủ nhân Dương Bách Xuyên đã không gặp 30 năm tỏa ra khí thế vô cùng cường đại. Là loại khí thế khiến hắn không kìm được quỳ xuống, hành lễ với Dương Bách Xuyên, Thanh Ngưu bái kiến thánh chủ. Sau khi nhìn thấy vẻ sợ hãi trong mắt Thanh Ngưu, Dương Bách Xuyên tức khắc hiểu ra, rất có thể nó liên quan đến việc hắn hấp thụ tiên khí. Đứng lên đi, 30 năm này vất vả cho ngươi rồi. Đây đều là việc thuộc hạ nên làm, chúc mừng chủ nhân tăng tiến tu vi. Thanh Ngưu vội vàng đáp lời. Ngươi cũng không tồi, tu luyện 30 năm cuối cùng cũng bước vào cảnh giới tôn vương cao cấp, danh xứng với thực. Dương Bách Xuyên liếc mắt liền thấy tu vi của Thanh Ngưu cũng tăng lên. 30 năm trước, hắn biến Thanh Ngưu thành một trong tứ đại thống soái của dãy núi Vạn Yêu, sợ tu vi hắn ta không đủ nên đưa cả huyết châu lấy được từ trong cơ thể huyết sư vương cho Thanh Ngưu, hòng bù đắp cho sự thiếu hụt về tu vi. Năm đó Thanh Ngưu chỉ là tôn vương trung cấp, hiện tại 30 năm trôi qua, tu vi Thanh Ngưu đạt tới cao cấp, cuối cùng cũng xem như vừa mắt. Dù vậy, so với ba vị khác cái, tôn vương cao cấp Thanh Ngưu vẫn là tồn tại lót đế như cũ. Cũng may có huyết châu bù đắp, vậy đủ rồi. Lần này hốt được vô vàn thiên tài địa bảo từ bảo khố của tộc Thanh Ngưu, lại thêm hồ lô tụ tiên, trong lòng Dương Bách Xuyên thầm nghĩ nhất định phải bồi thường cho Thanh Ngưu một chút. Ngẫm nghĩ chốc lát, Dương Bách Xuyên kêu Thanh Ngưu há miệng, rồi hắn lấy hồ lô tụ tiên ra, một tia tiên khí tiến vào trong cơ thể đối phương. Hiện tại Thanh Ngưu là tôn vương cao cấp, tương đương đại thừa hậu kỳ, dư sức hấp thu một tia tiên khí, Dương Bách Xuyên muốn giúp hắn ta đột phá lần nữa, thực lực và tu vi mới có thể sánh ngang với đám chuột vương. Cũng xem như bồi thường cho Thanh Ngưu. Cố gắng luyện hóa tu luyện, chừng này đủ để tu vi của ngươi tăng lên một cảnh giới nhỏ. Dương Bách Xuyên dặn dò xong thì rời khỏi. Thanh Ngưu lúc này không kịp nói chuyện với Dương Bách Xuyên, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn ta biết đây là chủ nhân bồi thường cho mình, 30 năm này chờ đợi không uổng phí. Bế quan suốt 30 năm, thật ra không chỉ Thanh Ngưu tăng tu vi mà rất nhiều đại yêu dưới trướng hắn cũng vậy, đặc biệt là những yên từng dùng nước sinh mệnh, tổng cộng lại gần 300 tôn vương. Không tính bọn tử hoàng, 9 đại yêu cấp bậc đại viên mãn đều chạm tới đỉnh của tôn vương. Thực lực tổng hợp của vân môn tiên cảnh tăng vọt chưa từng có trước đây. Dương Bách Xuyên biết, đã đến lúc phải rời dãy núi Vạn Yêu rồi. 10 ngày sau, hắn luyện hóa xong 2 pháp bảo Giao Long Châu và Thủy Mặc Kính. Giao Long Châu là pháp khí của độc nhãn Giao Long, còn Thủy Mặc Kính là của Song Đầu Xà, hồi đó Khổng Tước chém giết Song Đầu Xà xong đã nộp lên cho Dương Bách Xuyên. Hắn nhận hết cả 2 kiện pháp bảo cường đại kia. Luyện hóa Giao Long Châu khiến chân khí của hắn có bước nhảy vọt về uy lực. Có thể thả ra biển lửa công kích, Thủy Mặc Kính cũng vậy, đều là pháp khí công kích. Một tháng sau, Dương Bách Xuyên lại tập hợp 7 yêu, dẫn theo 5 vạn yêu tu độ kiếp kỳ rời dãy núi Vạn Yêu. Những việc còn lại ở nơi này, hắn giao cho một vị tôn vương cấp đại yêu vương, làm hậu phương của vân môn tiên cảnh.
Dựa theo tình báo của Chuột Vương, bên ngoài dãy núi Vạn Yêu vẫn do người của Thông Thiên Cung, Thánh Địa Vạn Linh, Sơn Trang Bách Luyện, Thần Phù Tông và Ngũ Đại Thánh Địa canh gác, đương nhiên ai cũng chờ đợi hắn ra ngoài. Dương Bách Xuyên dẫn theo 5 vạn yêu tu, tiến thẳng đến trước mặt Ngũ Đại Thánh Địa. Cũng tới lúc thanh toán mối thù đuổi giết năm đó rồi. Bên ngoài dãy núi Vạn Yêu, đệ tử Thông Thiên Cung, Thánh Địa Vạn Linh, Thần Phù Linh Tông, Thiên Kiếm Sơn, Bách Luyện Sơn Trang, Từ Hữu Đạo của Trường Sinh Điện và một thành viên U Linh Chi Đô đang chờ Dương Bách Xuyên đi ra. Ngoài trừ U Linh Chi Đô đã bị Dương Bách Xuyên diệt sạch năm đó rồi không cử thêm người vào Thái Hoang nữa, đám đệ tử còn lại của Ngũ Đại Thánh Địa và mấy kẻ tới sau, cộng lại cũng hơn 100 người đang ôm cây đợi thỏ tại nơi này. Trên thực tế, chỉ còn 7 trưởng lão của mấy đại thánh địa là còn lưu lại đến nay, tất cả đều tuân theo phép tắc áp chế tu vi địa tiên tam chuyển của mình, nhìn qua có vẻ là độ kiếp kỳ đỉnh phong nhưng thật ra lại vô cùng mạnh. Cầm đầu những người này là Họa Phượng Lan của Thông Thiên Cung, Võ Văn Trạch của Thánh Địa Vạn Linh, với thêm một vị trưởng lão của U Linh Chi Đô nữa là 6 đại cao thủ. Trưởng lão Trường Sinh Điện Từ Hữu Đạo cũng lưu lại bên ngoài dãy núi Vạn Yêu, ông chưa từng rời Thái Hoang kể từ khi Dương Bách Xuyên vào núi năm đó, đương nhiên là vì bảo vệ Han. Ngoài ra ông còn nhận được mệnh lệnh của Thánh Chủ Vân Trường Sinh, giám thị người của mấy đại thánh địa khác xít. Sao? Tuy khoảng thời gian Dương Bách Xuyên tiến vào dãy núi Vạn Yêu đã gần 40 năm, nghe có vẻ rất dài nhưng thật ra đối với mấy lão quái vật này, 40 năm chỉ tương đương với cái búng tay mà thôi. Vì có được thần thú Kỳ Lân, canh giữ ngoài dãy núi Vạn Yêu 40 năm không là cái gì hết, điểm mấu chốt của họ tận 100 năm. Nếu 100 năm sau Dương Bách Xuyên vẫn không ra khỏi dãy núi Vạn Yêu thì 89 phần 10 là hắn đã chết ở bên trong rồi, bọn họ tức khắc sẽ rời đi. Dương Bách Xuyên có tình báo của Chuột Vương nên nắm giữ hành tung của mấy đại thánh địa rành mạch. Căn cứ theo đá hư ảnh mà tiểu đệ của lão ta chế ra, tổng cộng có 7 cao thủ, trong đó hắn quen biết 2 vị. Một là Võ Văn Trạch của Thánh Địa Vạn Linh, hai là một người hắn lén kết giao, chính là trưởng lão của Trường Sinh Điện, Từ Hữu Đạo. Từ Hữu Đạo đợi từ năm đó đến nay, tất nhiên là vì bảo hộ Dương Bách Xuyên, trong lòng hắn hiểu rõ nên rất cảm động. Về phần 6 vị trưởng lão của mấy đại thánh địa kia, Dương Bách Xuyên nhìn hình hiển thị trên đá hư ảnh mà thầm cười lạnh, đám người này vây nhốt hắn ở dãy núi Vạn Yêu gần 40 năm, hôm nay cũng đã tới lúc thanh toán mối thù đuổi giết khi xưa rồi. Truyền lệnh, dựa theo kế hoạch ban đầu, Chuột Vương mang đội, âm thầm bày trận khống chế, giết không cần luận tội. Thuộc hạ tuân mệnh, dựa theo kế hoạch của Dương Bách Xuyên, không giết thì thôi chứ một khi đã ra tay thì phải diệt hết đám người này. Hiện giờ hắn đã có thực lực đó, có thể hốt trọn cả mẻ. Hơn 5 vạn yêu tu có thể sánh ngang với độ kiếp kỳ và 300 đại yêu cấp tôn vương dưới trướng, muốn diệt sạch không thành vấn đề. Sở dĩ để Chuột Vương dẫn tộc Chuột Ngũ Hành tiến hành bày trận dưới mặt đất là vì Dương Bách Xuyên lo sợ tình huống hắn dồn trưởng lão mấy đại thánh địa đến đường cùng, bọn họ cá chết lưới rách phá tan gông cùm áp chế cảnh giới như nguyên thần huyễn lúc trước, tu vi cả đám tăng vọt đến địa tiên tam chuyển sẽ xảy ra. Một khi như vậy, đám trưởng lão kia ắt phải chết, dưới lực lượng pháp tắc, dù có là địa tiên tam chuyển cũng đừng hòng trốn thoát được. Mấu chốt là một kích toàn lực trước khi chết của bọn họ. Dương Bách Xuyên sợ sẽ gây hại cho chúng đại yêu dưới trướng, hắn không muốn cá chết lưới rách. Vậy nên hắn sai Chuột Vương đào động bầy đại trận dưới mặt đất, rồi sau đó 300 đại yêu cấp tôn vương đồng loạt ra tay, trực tiếp nổ chết mấy lão bất tử, một chiêu sạch sẽ lưu loát, sẽ không xuất hiện thương vong do chiến đấu. Nếu không phá áp chế cảnh giới, 6 vị trưởng lão kia chỉ là độ kiếp kỳ đỉnh phong, đám đại yêu dưới trướng hắn là tôn vương hàng thật giá thật. Mỗi một người đều là sự tồn tại sánh ngang đại thừa kỳ. Dưới tình huống tấn công bất ngờ, Dương Bách Xuyên tin tưởng đừng nói chỉ là 6 tên, dù là 60 tên cũng có thể banh xác trong chớp mắt. Còn về chừng 100 tên tu sĩ độ kiếp bình thường của mấy đại thánh địa, Dương Bách Xuyên hoàn toàn không để trong lòng, 5 vạn yêu tu cấp bậc độ kiếp của hắn đi thu thập còn không đủ nhét kẽ răng nữa là. Sau khi hắn ra lệnh, Chuột Vương dẫn theo tộc nhân chui xuống đất, bắt đầu đào hang bày trận. Mặt khác, 300 đại yêu cấp tôn vương im hơi lặng tiếng mai phục trên tầng mây. Có thể nói, Dương Bách Xuyên đã bày thiên la địa võng khắp trời đất. Chỉ chờ Chuột Vương bày bố xong xuôi, hắn nhất định sẽ khiến đám đệ tử thánh địa chết không có chỗ chôn. Năng lực chấp hành và đào hang cường đại của tộc Chuột Ngũ Hành đã đến lúc thể hiện ra rồi. Không đến nửa canh giờ, Chuột Vương tới báo, thánh chủ, trận pháp đã thành,
hố này sâu 500 mét, rộng 100 mét, tất cả đã xong xuôi, xin thánh chủ hạ lệnh. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên hào hứng nói, hành động. Vâng, thánh chủ yên tâm, đám người này sẽ không thể trốn thoát. Chuột Vương lĩnh mệnh rời đi. May là tuy trưởng lão mấy đại thánh địa không tụ lại một chỗ nhưng cũng không cách xa nhau lắm, về cơ bản 6 người đều ở một phía nên Chuột Vương chỉ cần đào ra một cái hố rộng 100 mét dưới lòng đất là nhốt hết cả đám vào. Ngoại trừ từ hữu đạo của Trường Sinh Điện cách thật xa bên ngoài, 6 vị trưởng lão của Thông Thiên Cung, Thần Phù Linh Tông, Bách Luyện Sơn Trang, Thiên Kiếm Sơn và U Linh Chi Đô đều đứng trong phạm vi 50 mét, từng người đang ngồi thiền ngay tại chỗ. Thế nên rất dễ một lưới bắt hết. Còn chúng đệ tử của các đại thánh địa, bọn họ đứng tuổi đằng sau chừng 5-600 mét, chỉ có giải rác vài tên làm theo ý mình đứng cách 100 mét, không thể gom lại thành một khối, muốn giải quyết càng đơn giản hơn nhiều. Dương Bách Xuyên ra lệnh cho 5 vạn yêu tu vây quanh trong phạm vi 10 dặm đổ lại, phòng hờ có cá lọt lưới, hắn thật sự muốn diệt sạch sẽ. Họa Phượng Lan là trưởng lão Thông Thiên Cung nhưng thật ra thứ hạng lại xếp phía sau, lần này nghe nói thần thú Kỳ Lân xuất thế, hơn nữa còn là con non nên mới chủ động rời núi, bắt Kỳ Lân mang về. Ngờ đâu Dương Bách Xuyên bị dồn ép chạy vào dãy núi Vạn Yêu rồi ở trong đó gần 40 năm. Thế là nàng ta đề nghị ôm cây đợi thỏ bên ngoài dãy núi Vạn Yêu 100 năm, dù sao thì thời gian 100 năm với cấp bậc như bọn họ không hề dài, đã tỏa tu luyện một hồi là tới ngay. Hôm nay, Họa Phượng Lan từ từ tỉnh lại từ trạng thái tu luyện, bởi vì nàng ta thấy trong lòng cứ bồn chồn không yên, không thể nhập định. Là tu sĩ cấp cao, dự cảm thường vô cùng chính xác. Sau khi Họa Phượng Lan mở mắt ra, nàng ta nhìn về phía cách đó không xa, những người khác cũng lần lượt thức tỉnh. Rõ ràng không riêng gì nàng ta có cảm giác bứt rứt, 5 người khác cũng thấy như thế. Thế nhưng chẳng ai phát hiện chuyện gì không đúng. 6 người đang ngồi dưới đất bằng, lúc này đồng loạt đứng dậy, chuẩn bị tập hợp lại giao lưu. Có khi nào là Dương Bách Xuyên đã ra khỏi dãy núi Vạn Yêu không? Hay là có yêu thú cường đại chạy ra, khiến tâm thần bọn họ không thể yên ổn? Dãy núi Vạn Yêu vẫn luôn được xem là cấm địa của nhân tộc, bởi vì nơi đây tồn tại hơn 100 vạn yêu tộc. Tuy bọn họ có mạnh đến đâu thì đây cũng là ngoại vực thái hoang, tu vi đều bị áp chế đến độ kiếp kỳ đỉnh phong, họ chỉ đành chờ đợi bên ngoài chứ không dám tiến vào trong. Hôm nay thật kỳ quặc, cả 6 người cùng tỉnh lại từ trong nhập định, đây. Đây không phải là dấu hiệu tốt. Trong lòng ôm đủ loại suy đoán, 6 người từ từ đứng dậy, chuẩn bị vừa đi vừa bàn bạc. Đúng lúc này, Họa Phượng Lan đột nhiên cảm giác mặt đất dưới chân bất ngờ rung chuyển. Giống hệt như động đất. Ngay sau đó, nàng ta còn chưa kịp phản ứng thì dưới chân bỗng trống rỗng, toàn bộ đất đai ầm một tiếng sụp đổ. Họa Phượng Lan mất thăng bằng rơi xuống dưới, chẳng qua điểm này không làm khó được nàng ta, ngay lập tức vận chuyển pháp lực ổn định thân hình. Thế nhưng khiến nàng ta hoảng sợ chính là đúng lúc này phía dưới lại là truyền đến một lực hút cực lớn. Lực hút tới quá nhanh, không cho nàng ta thời gian vận chuyển pháp lực, cả người đã rơi xuống theo đất đai sụp đổ. Họa Phượng Lan còn trông thấy trưởng lão Võ Văn Trạch và 5 người kia cũng gặp cảnh tượng y hệt mình, đồng loạt rơi xuống đất. Lúc này Họa Phượng Lan đã nhận ra đây là chuyện lớn, tuy không rõ tại sao nguyên một vùng đất rộng lớn sụp xuống nhưng nàng ta đã biết. Thứ khiến mình bồn chồn lo lắng từ nãy đến giờ chính là đất sụp. Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. 6 người bọn họ chính là trưởng lão đến từ 6 đại thánh địa, tất cả đều hoang mang rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, giờ nó đã biến thành dấu chấm hỏi. Trong lúc rớt xuống thì 6 người đã tập hợp lại với nhau, rơi chừng 30 mét thì dựa vào tu vi thâm hậu thoát khỏi lực hút mạnh từ dưới nền đất, nhanh chóng bay về phía trước. Sắc mặt mỗi người vô cùng khó coi. Lúc này bọn họ đã phát hiện bên dưới chỗ đất bị sụp xuất hiện một cái hố sâu 100 mét khổng lồ. Dưới lòng đất có yêu thú cường đại yêu gì ư? Mặt mày cả đám đen kịt, trong đầu nghĩ ra đủ loại suy đoán. Thôi cứ tránh khỏi lực hút, bay lên trước rồi tính. Đúng lúc này, bầu trời trên đỉnh bỗng tối sầm lại, cả bọn vừa ngửa đầu lên đã không nhịn được hít sâu một hơi, vẻ mặt lập tức tái nhợt như tờ giấy. 6 người vừa ngẩng đầu là thấy được cả đàn yêu thú đông nghìn nghịt lơ lửng nơi miệng hổ, mỗi một tên đều bộc phát yêu lực cường đại, công kích thực che trời lấp đất đổ ập xuống đầu bọn họ. Công kích hình thành từ yêu lực cường đại khiến không gian xung quanh vặn vẹo, nếu mà bị đánh chúng thì biến thành cặn bã là điều chắc chắn. Lúc này có cưỡng ép phá tan áp chế tu vi cũng đã không kịp,
hơn nữa dù có muốn phá cũng sẽ rơi vào đường cùng là bị lực lượng pháp tắc đánh thành tro. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Đây là ý nghĩ cuối cùng trong đầu 6 người. Trưởng lão Bách Luyện Sơn Trang hoảng sợ hét lớn, không, không, không không. Không, a a a. Từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng. Ầm ầm ầm. Giây sau đó, tiếng nổ rung trời truyền ra từ hố sâu. Vốn dĩ diện tích ban đầu chỉ chừng 100 mét, dưới hợp kích của 300 đại yêu cấp tôn vương, hố sâu đã mở rộng ra tới 500 mét, sâu không thấy đáy. Dương Bách Xuyên đứng ở nơi xa, cảm nhận chấn động dưới chân, nhìn bụi đất cuồn cuộn sông thẳng lên trời là biết đám trưởng lão của mấy đại thánh địa đều nổ thành cạn hết rồi. Công kích kết hợp của 300 đại yêu cấp tôn vương, sau khi hắn cảm nhận uy lực cũng kinh hồn táng đảm. Cùng lúc đó, 5 vạn yêu binh cũng tàn sát 100 tên đệ tử thánh địa, chưa tới 1 phút đã diệt sạch. Khoảnh khắc bên này ra tay, Từ Hữu Đạo đứng xa 300 mét cũng sợ chết khiếp. Đất rung núi chuyển, tiếng nổ kinh thiên, dọa ông vội vàng chạy trốn. Tuy không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng Từ Hữu Đạo có thể cảm nhận được nguồn yêu lực cường đại không gì sánh kịp đang cuồn cuộn dâng trào, tưởng là bầy yêu muốn rời núi nên không hề nghĩ ngợi gì đã chạy thẳng ra ngoài thái hoang. Ông đã hộ pháp 40 năm rồi, thời gian cũng không sai biệt lắm, hẳn rời khỏi đây quay về Trường Sinh Điện sẽ không sao đâu. Nhìn về hướng 6 người Họa Phượng Lan gặp nạn, Từ Hữu Đạo đã cách rất xa vẫn thấy được bụi mù hình cây nấm bốc lên từ nơi đó. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, phỏng chừng đám Họa Phượng Lan lành ít dữ nhiều. Từ Hữu Đạo suy đoán có lẽ Dương Bách Xuyên đã chết mất xác từ lâu rồi, hiện tại dãy núi Vạn Yêu xuất hiện sự việc đáng sợ việc. Nếu tu vi ông không bị áp chế, nói không chừng còn có thể chạy tới xem xét một phen. Nhưng hiện tại cảnh giới bị đè xuống độ kiếp kỳ, ông vẫn không nên nhiều chuyện, nhanh chóng rời khỏi thái hoang thôi. Yêu khí che trời lấp đất thật sự quá đáng sợ. Từ Hữu Đạo đi rồi, Dương Bách Xuyên đứng nghe Chuột Vương báo cáo xong, trong lòng thở ra một ngụm ác khí, cuối cùng hắn cũng trả được mối thù này. Thánh chủ, thuộc hạ đã tự mình kiểm tra, 6 tên đều chết banh xác. Chuột Vương chui lên từ dưới mặt đất, bẩm báo. Dương Bách Xuyên gật đầu, lấp hố lại đi, sau đó theo ta rời thái hoang. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 116.